Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 534, khách không mời mà đến, hai tiểu thất ánh mắt híp lại, quét nhìn Hậu Khanh đám người một vòng, ngay sau đó thấp giọng nói, tiền bối. Một mình ngươi có thể hay không ngăn lại hoặc là thu thập hết một người trong đó, nghe được tiểu thất mà nói, Hoàng Nguyên chân nhân cởi mở cười một tiếng, tiểu hữu. Ngươi thật đúng là để mắt ta, bất quá cản bọn họ lại bất kỳ một cái nào trong đó đều không là vấn đề, nhưng muốn thu thập xuống bọn họ, rất khó rồi, tiểu thất đảo cặp mắt trắng dã. Ngươi lão có thể hay không khiêm tốn một điểm, chúng ta là đang thương lượng đối sách, nói lớn tiếng như vậy làm gì, tiểu thất cũng là bất đắc dĩ. Lão đầu này đoán chừng là tại rừng sâu núi thẳm đợi đến quá lâu, tiểu thất ở trong lòng cân nhắc một chút, ma linh có khả năng ngăn lại tiên y. Hoàng Nguyên chân nhân có thể ngăn trở bất kỳ một cái nào trong đó, coi như yếu nhất quỷ nữ vương được rồi, về phần Doanh Câu cùng Hậu Khanh, tiểu thất mấy người cộng thêm Thiên Cơ Tử đám người. Độ khó không lớn, về phần quỷ Nam Vương, liền giao cho Tiểu Lục đối phó, nói không chừng có khả năng đưa hắn diệt trừ, nghĩ tới đây, tiểu thất không khỏi cười một tiếng. Nếu như âm dương sư không đến chen vào một chân, nói không chừng có thể đem Hậu Khanh bọn họ một vị trong đó vĩnh viễn ở lại chỗ này, bất quá âm dương sư thật sẽ không tới sao? Câu trả lời đương nhiên là phủ định, hắn có lẽ liền núp ở một cái xó xỉnh, chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi, tiền bối, người xuất thủ ngăn lại cái kia mẫu quỷ vương. Quỷ Nam Vương liền giao cho ta trước người tiểu nha đầu, Hoàng Nguyên chân nhân gật đầu một cái, nhìn Tiểu Lục liếc mắt nghi ngờ nói, cái tiểu nha đầu này được không, tiểu thất cười nhạt. Vỗ ngực bảo đảm nói, ở chỗ này, không có người nào là nàng đối thủ, lợi hại như vậy, nàng là lai lịch ra sao, tiểu thất đạo, nàng đến tột cùng là cùng thân phận ta cũng không biết. Nhưng nàng đến từ Giang Nam Kim Sơn Tự, chắc là vô vọng đại sư học trò giỏi đi, đúng, Hoàng Nguyên chân nhân gật đầu một cái, ngươi nói tiếp, tiểu thất nói tiếp, ma linh ngăn lại tiên y. Về phần Hậu Khanh cùng Doanh Câu liền giao cho chúng ta còn lại người, nói xong, tiểu thất nhìn bọn họ liếc mắt, nhẹ giọng nói, tiền bối, nếu như có cơ hội. Diệt trừ quỷ nữ vương, tiểu hữu yên tâm, tiểu thất gật đầu một cái, quay đầu nhìn Thiên Cơ Tử đám người, đạo, sư huynh. Ngươi là thêm vào chiến đấu hay là ở một bên phụ trợ, thêm vào chiến đấu đi, lúc này, Hậu Khanh cùng Doanh Câu tiến lên một bước, khí thế cường đại bạo phát ra, tiểu thất tháo ra ngực ngọc phù. Hậu Khanh thấy ngọc phù con ngươi hơi co lại, thấy vậy, tiểu thất từ tốn nói, nhé, nguyên lai Hậu Khanh cũng sẽ sợ hãi a, hừ, lần trước nếu không phải ta bị thương. Ngươi sớm đã bị ta giết thật sao, cũng không biết lần trước là ai bỏ chạy rồi, Hậu Khanh cắn răng, một chữ một cái nói, hôm nay phải giết ngươi, tiểu thất nguấy nguấy lỗ tai. Ta không phải lần thứ nhất nghe được, Hậu Khanh bị tức không nói ra lời, thấy màn này, tiểu thất nói tiếp, Hậu Khanh ngươi lai lịch ta có thể cũng rõ ràng là gì. Đưa ngươi biến thành cương thi vị kia, đã xuất hiện, sợ rằng, đang ở khắp thế giới tìm ngươi, ngươi nói là người nào, chẳng lẽ là, động thủ. Ma Linh đem tiên y dẫn tới giữa không trung đi đánh, không muốn ở phía dưới gây trở ngại chúng ta, Ma Linh trông mong nhẹ một chút, ngọc trường khẽ quơ. Một cổ cường đại khí thế trực tiếp đem tiên y trói buộc, ngay sau đó hai người liền biến mất không thấy, Tiểu Lục tiên phát chế nhân, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở quỷ Nam Vương bên cạnh. Tay nhỏ nhấn ở quỷ Nam Vương trên người, thoáng qua ở giữa, xuất hiện ở giữa không trung, Hoàng Nguyên chân nhân hô to một tiếng, lão đạo đi vậy, quỷ nữ vương ánh mắt đông lại một cái. Nàng là trong mấy người yếu nhất, nhưng trước mắt lão đầu này nhưng rất mạnh, cho nên, nàng được khắp nơi cẩn thận, tiểu thất lui về sau một bước, đi nhanh đến trần thần bọn họ bên cạnh đạo. Các ngươi ở nơi này, chú ý có người từ nơi này tiến vào kinh thành 81 số tiểu nữ nhất định không phụ pháp sư nhờ vả, liễu nghiên mà gật gật đầu. Trầm muộn tiếng vang ở nơi này giá rét đêm dập dờn mà ra, Hậu Khanh cùng Doanh Câu một bước ở giữa, xuất hiện ở mọi người bên cạnh, sắc bén móng tay vung mạnh tới, bất quá.
bên cạnh đều không phải người bình thường, hợp lực bên dưới, đỡ ra bọn họ đả kích kinh thành 81 số trong tầng hầm ngầm, Chu Giai Hào cùng Bảo Bảo song song ngồi dưới đất. Trong lúc bất chợt, hai cái đều nghiêng đầu nhìn bên ngoài, Chu Giai Hào nhẹ giọng nói, bên ngoài đánh nhau, ta muốn đi giúp ca ca, Bảo Bảo nhỏ tiếng nói, Chu Giai Hào cúi đầu nhìn Bảo Bảo. Đạo tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi ca ca tại sao đem ngươi ở lại chỗ này. Bảo Bảo không biết, Chu Giai Hào sờ một cái đầu hắn, chờ một chút nơi này sẽ có bại hoại tới. Chúng ta ở nơi này đánh kẻ xấu, những tên bại hoại kia là ca ca địch nhân sao, ừ, nghe nói như vậy, Bảo Bảo giơ giơ tay nhỏ, Bảo Bảo ở lại chỗ này. Giúp ca ca đánh kẻ xấu, Ma Linh cùng tiên y chiến đấu kịch liệt nhất, hai người đều là tiên một trong tộc cùng ma chi nhất tộc người xuất sắc, ai cũng muốn giết đối phương. Nhưng dù ai cũng không cách nào trong lúc nhất thời làm được, giữa các nàng chiến đấu, có thể nói là phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, theo thời gian đưa đẩy, nơi đây trở nên càng ngày càng âm lãnh. Tiểu thất Chánh Hậu Khanh đả kích lùi về phía sau một bước, ánh mắt nghi ngờ liếc mắt nhìn hai phía, cũng không có nhận ra được nơi nào không giống nhau. Nhưng nhiệt độ quả thật giảm xuống rất nhiều, không phải tự nhiên hạ xuống, mà là âm khí quá mức nồng nặc, chẳng lẽ là lục sử tới, tiểu thất lắc đầu, hẳn là rất không có khả năng. Nếu như lục sử xuất hiện, địa phủ nhất định sẽ phái người tới, đến lúc đó liền náo nhiệt tựu tại lúc này, tiểu thất bên tai vang lên thiên cơ tử thanh âm, tiểu sư đệ. Đi chấn vị, tiểu thất gật gật đầu, trong tay kinh chập mạnh mẽ hướng chấn vị đâm tới, ở đó hư vô ở giữa, một bàn tay đưa ra cùng kinh chập gắng chống đỡ với nhau. Tiểu thất lảo đảo lui về phía sau mấy bước, phương thân hình vừa đứng vững, Hậu Khanh xuất hiện, hướng về phía tiểu thất cười một tiếng, thân hình lại biến mất không thấy. Tiểu thất cảnh giác nhìn bốn phía, thiên cơ tử nhắc nhở kiếm đi tây nam, tiểu thất bước ra một bước, cắn bể ngón tay, máu tươi bôi ở kinh chập bên trên, hướng tây nam hung mãnh đâm mà đi. Hậu Khanh thân hình lại lần nữa xuất hiện, hắn nhướng mày một cái, nhìn thiên cơ tử nói, ngươi là người nào, lại có thể đoán được ta đường tắt, thiên cơ tử cười nhạt. Ngay sau đó nhìn về phía mặt khác một chỗ chiến đấu địa phương, mở miệng chỉ điểm, tại hắn dưới sự chỉ điểm, vô luận là Doanh Câu vẫn là Quỷ Nữ Vương Đô không chỗ có thể ẩn giấu tựu tại lúc này. Kia nữ quỷ vương chú ý tới thiên cơ tử trong tay la bàn, kinh ngạc nói, âm dương thiên cơ bàn, Hoàng Nguyên chân nhân cười lớn một tiếng, kiếng bát quái hướng giữa không trung ném đi. Kim quang bắn ra, trực tiếp đem quỷ nữ vương bao lại, hắn cong ngón búng ra, một giọt máu tươi rơi vào kim quang bên trên, trong giây lát đó, giữa kim quang tia chớp răng đầy. Quỷ nữ vương sắc mặt khó coi, gắng sức đập lấy kim quang, lâm, binh, đấu, giả, trước, chu tà, mã tiểu tiểu thi triển chín chữ định thần quyết, thần uy thanh long bay lên mà lên. Đuôi rồng ngăn lại, hướng Doanh Câu bay đi, Doanh Câu có thể ăn qua mã gia thần long thua thiệt, không dám ngạnh bính, thân hình nhanh chóng lóe lên, cản, rời, đông nam, bất quá. Có thiên cơ tử lên tiếng chỉ điểm, Doanh Câu cũng không giấu được, thiên cơ tử mỗi một câu nói, mã tiểu tiểu thủ ấn thì trở nên hóa một lần, thần uy thanh long gắt gao đem Doanh Câu cuốn lấy. Những người khác được rút ra thân đến, hỗ trợ đối phó Hậu Khanh, A-di-đà Phật, hoa sen ấn, giới sắc hòa thượng nắm chỉ quyết, một đóa hoa sen vàng chậm rãi từ tay hắn trưởng xuất hiện. Ngón tay hắn khẽ điểm tại hoa sen vàng lên, ngay sau đó, hoa sen lôi kéo cái đuôi thật dài, hướng Hậu Khanh bắn tới, Doanh Câu ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Phía sau xuất hiện cánh xuất hiện, thân hình trực tiếp biến mất tại chỗ, Thánh Y Cà Sa.
Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 535, khách không mời mà đến. 3. Giới sắc hòa thượng bàn tay kéo một cái, thánh y cà sa nhất thời hướng giữa không trung bao phủ mà đi. Hậu khanh tựa hồ không ngờ rằng này một cha, thân hình hơi một chậm lụt, hoa sen vàng đã xuất hiện ở dưới chân hắn, hơi hơi xoay tròn hoa sen vàng, ở trong đêm tối cực kỳ kinh diễm. Tự tại lúc này, thành y cà sa mạnh mẽ thu, đem hậu khanh cùng hoa sen vàng cùng nhau bọc đi vào, phanh một tiếng, một cổ vô hình khí lãng theo thành y cà sa trung nhộn nhạo lên. Giới sắc hòa thượng bất đắc dĩ thở dài, hậu khanh nếu là ở mặt đất bị thành y cà sa bọc chắc chắn, mọi người còn có thể chen nhau lên, thừa dịp đả kích nhưng ở giữa không trung. Cũng có chút lực bất tòng tâm, hắn vẫy tay một cái, thánh y cà sa bay đi xuống, hậu khanh trôi lơ lửng tại giữa không trung, khí tức quanh người cực kỳ rối loạn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm giới sắc hòa thượng, quát lạnh, chết con lừa chọc, ngươi tìm chết, buồn cười, giới sắc hòa thượng còn không có nổi đóa. Một bên nhất đăng đại sư nghe không nổi nữa. Hậu khanh mắng chết con lừa chọc không phải liền hắn cùng nhau mắng, thúc thúc có thể nhịn, A-di không thể nhẫn nhịn. Kim cương trưởng, một cái vàng trói lọi chữ vạn, chạy thẳng tới hậu khanh mà đi, hậu khanh lạnh rên một tiếng, lòng bàn chân đạp một cái, trực tiếp đem chữ vạn dẫm ở dưới chân. Nhất đăng đại sư cả kinh, lại lần nữa đánh ra một trường, dân gian chuyện lạ cục những người khác cũng không cam chịu rơi ở phía sau, liên tiếp thi triển đạo thuật. Hậu khanh lạnh lùng nhìn một cái, thân hình biến mất không thấy gì nữa, tựu tại lúc này, thiên cơ tử vội vàng nói, tiểu sư đệ, khôn vị, tiểu thất kẹp ra một đạo linh phù. Trong miệng thần chú hạ xuống, một cái bước dài giết tới khôn vị, kinh chập mạnh mẽ hướng phía trước đâm một cái, chu ma lệnh, giống, linh lực tứ tán. Tiểu thất lảo đảo lui về phía sau mấy bước, kinh chập nhưng là trôi lơ lửng ở giữa không trung, dương mắt vừa nhìn, hậu khanh thân hình xuất hiện, mà kinh chập đúng lúc cắm ở bên hông hắn. Thấy màn này, tiểu thất vội vàng bấm chỉ quyết, theo chỉ quyết biến hóa, kinh chập thân kiếm đóng đầy nhỏ bé tia chớp, hậu khanh bị đau, rút ra kinh chập, hướng tiểu thất quang tới. Tiểu thất đưa tay một kéo, kinh chập rơi vào trong tay, tiểu thất nhìn thiên cơ tử liếc mắt, đa tạ sư huynh chỉ điểm. Nếu không cũng không khả năng thương tổn đến hậu khanh, thiên cơ tử cười nhạt, nhìn kinh chập liếc mắt, thật không hổ là Mao Sơn chí bảo, lại có thể thương tổn đến hậu khanh, lợi hại. Tiểu thất gật gật đầu, ngay sau đó hỏi, sư huynh có từng nhận ra được nơi đây âm khí càng ngày càng nặng, phát giác, nhưng ta không biết âm khí đến từ đâu, tiểu thất lông mày nhướn lên. Kinh ngạc nói, liền âm dương thiên cơ bản đều không thể đoán được âm khí đến từ đâu, có phải thế không, ta cảm giác ở trong bóng tối, có thứ nào đó. Đang quấy dậy âm dương thiên cơ bản, tiểu thất nhẹ hít một hơi, xem ra truyền thuyết cuối cùng là truyền thuyết thiên cơ bản mặc dù lợi hại, như cũ không thể tính khắp thiên địa tựu tại lúc này. Thiên cơ tử đột nhiên nói, tiểu sư đệ, kinh thành 81 số cửa, có vật đi vào rồi, tiểu thất vội vàng quay đầu nhìn lại, cũng không có nhận ra được khác thường. Ngay sau đó móc ra kiếm bát quái, đầu ngón tay máu tươi ở chung quanh bay sượt, hướng kinh thành 81 số cửa ném tới, kim quang chợt lóe, một đạo nhỏ thấp thân ảnh xuất hiện. Nhìn đến màn này, tiểu thất hướng về phía trần thần bọn họ hô, trần thần mau tránh ra, nghe được tiểu thất tiếng kêu, hoa thanh bọn họ nghiêng đầu nhìn một cái, sau đó thật nhanh lui ra. Đứng ở nơi đó không là người khác, chính là quỷ anh đó, tiểu thất hít sâu một hơi, âm dương sư đến cùng vẫn phải tới, không biết Chu Giai Hào bọn họ đem cửa gỗ đóng lại không có. Chỉ cần cửa gỗ vẫn còn, quỷ anh liền không vào được, nhưng là nếu như có người mở cửa ra, đó cũng không giống nhau, quỷ anh tiến vào, Chu Giai Hào cùng Bảo Bảo khẳng định không phải quỷ anh đối thủ. Tiểu thất biết rõ Bảo Bảo rất lợi hại, nhưng Bảo Bảo dù sao cũng là huyết tế lệ quỷ, mà quỷ anh xuất thế kèm theo màu đen hoa sen, giữa hai người chênh lệch vẫn còn rất lớn. Hoa thanh bọn họ né tránh, tiểu thất đã xuất hiện ở quỷ anh bên cạnh, ngăn cản hắn đi đường, quỷ anh con ngươi màu đen nhìn chằm chằm tiểu thất, khóe miệng hơi nhếch lên.
tựa như cười mà không phải cười, tránh ra. Tiểu Thất lông mày nhướn lên, ta nếu không phải để cho. Ngươi có phải hay không muốn giết ta, tránh ra. Tiểu Thất tại lòng bàn tay vẽ ra một đạo linh phù, tại Quỷ Anh mới vừa nói xong lời này lúc này. Một chưởng vỗ ở Quỷ Anh mi tâm, cái kia con mắt màu trắng lên, chỉ cần phá Quỷ Anh mi tâm con mắt màu trắng, liền phá hư hắn 1/3 thực lực. Quỷ Anh ánh mắt bị đánh trúng, thống khổ gào lên, âm khí ở bên cạnh hắn vây quanh. Tiểu Thất thừa thắng truy kích, Long Tuyền kiếm ra, hướng về phía Quỷ Anh đầu vung chém mà đi. Một kiếm này Quỷ Anh cũng không có né tránh, một kiếm này cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương bao lớn. Tiểu Thất muốn sẽ xuất thủ, đã không có cơ hội. Quỷ Anh nổi giận gầm lên một tiếng. Quỷ chảo hướng Tiểu Thất cái bụng đào tới, đang, Long Tuyền kiếm đưa ngang một cái, chặn lại Quỷ Anh móng tay, Tiểu Thất cũng bị đẩy lui mấy bước. Quỷ Anh thực lực tại phương diện nào đó, so với Hậu Khanh bọn họ không hề yếu, thậm chí so với kia hai cái quỷ vương, còn lợi hại hơn. Thiên Cơ Tử xuất hiện đi tới Tiểu Thất bên người, nhìn Quỷ Anh liếc mắt, ngay sau đó hỏi Tiểu Sư Đệ. Hắn chính là âm dương sư đó nuôi Quỷ Anh, đúng, Quỷ Anh là kèm theo màu đen hoa sen xuất thế, màu đen hoa sen, Thiên Cơ Tử thất kinh. Tiểu Thất gật đầu một cái, ở trong sân. Có thể thắng dễ dàng Quỷ Anh chỉ sợ chỉ có Côn Luân Tiên Sơn tới hai vị kia, cho nên, ta phải muốn ngăn cản Quỷ Anh, không thể để cho hắn đến phòng ngầm dưới đất đi, tốt lắm. Ta và ngươi cùng nhau ngăn lại Quỷ Anh. Tiểu Thất lắc đầu một cái, nhìn cách đó không xa vòng chiến liếc mắt, sư huynh hay là đi giúp bọn hắn, không có ngươi chỉ điểm. Đối phó Hậu Khanh cùng Doanh Câu có chút khó khăn, hơn nữa ta cũng đã nói nơi đây âm khí càng ngày càng đậm, ta hoài nghi, lục sử đã tới. Thiên Cơ Tử hít sâu một hơi. Coi như âm dương thiên cơ bàn người cầm được, hắn sớm đã biết rồi lục sử trốn tránh địa phủ sự tình, lại không nói hắn dùng thiên cơ bàn tính ra, ban đầu địa phủ cũng tới người thông báo qua hắn. Lục sử một người có lẽ không đáng sợ, đáng sợ là những kia quỷ sẽ cùng âm binh, trấn thủ thiết phi sơn âm binh, một khi có lục sử cái này chủ định, đó là phi thường đáng sợ. Tiểu Thất hướng giữa không trung nhìn một chút, ma linh cùng tiên y chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thanh thế dị thường to lớn, xem xét lại tiểu lục cùng quỷ nam vương nhưng không biết đi nơi nào. Tiểu Thất cũng là có chút bận tâm tiểu lục nha đầu kia thực lực mặc dù rất mạnh nhưng tâm trí trung quy không được đầy đủ, tựu tại lúc này, tiểu thất cảm giác một cỗ rất tinh tường ba động. Khóe miệng hơi nhếch lên, hướng về phía Thiên Cơ Tử nói, sư huynh, ngươi vội vàng đi qua giúp bọn hắn đi, nếu như ta yêu cầu ngươi hỗ trợ, ngươi tùy thời tới, tốt lắm, ta đi trước, dứt lời. Thiên Cơ Tử gia nhập vòng chiến, Quỷ Anh đứng ở tiểu thất bên cạnh mấy thước địa phương, vẫn không có hành động, kia hai mắt màu đen nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thất. Không có một khắc rời đi qua tiểu thất không biết Quỷ Anh đang suy nghĩ gì, nhưng chỉ cần bất động cho giỏi, hai đầu khúc quanh, ẩn núp người đều là nhìn bên này. Nam Vân Hy các nàng ngược lại không có nhiều sao cuống cuồng, gấp nhất sẽ phải thuộc về âm dương sư rồi, một khi Quỷ Anh bị thu thập rồi, hắn chính là quang can tư lệnh một cái. Tại Hoa Hạ nửa bước khó đi, bởi vì Hoa Thanh tại sớm chút thời gian liền thông báo cục công an thành phố, phát lệnh truy nã, ngay tại tiểu thất tâm tư thần du trong nháy mắt Quỷ Anh di chuyển. Quỷ khí tràn ra, để cho đêm tối càng thêm rét lạnh, khi Quỷ Anh xuất hiện ở bên cạnh lúc tiểu thất phương mới phản ứng được, Long Tuyền kiếm mạnh mẽ vung, khó khăn lắm ngăn cản Quỷ Anh. Đưa tay tại trong túi sách vừa móc, ngón tay búng một cái, Phược Hồn Châu đem Quỷ Anh bao lại, có thể chỉ kiên trì mấy giây ngắn ngủi, Phược Hồn Châu liền bể nát. Tiểu thất vốn định dùng Hồn Ngọc Huyết Châu, nhưng suy nghĩ một chút Hồn Ngọc Huyết Châu cũng không nhất định có thể vây khốn Quỷ Anh, nếu như bị hủy, vậy thì thật là đáng tiếc, vỗ một cái bao. Trong lòng mắng một tiếng, bất tử quỷ sát đi ra cho ta.
Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 536, khách không mời mà đến, 4, tùy ý tiểu thất như thế nào chửi rùa, bất tử quỷ sát cũng không có nửa điểm vang động, tiểu thất cũng là bất đắc dĩ. Trong túi xách đồ vật ăn quỷ, liền muốn ngủ lấy thật lâu, tiểu thất trợn mắt nhìn quỷ anh liếc mắt, tiểu quỷ, ngươi cũng không nên tự tìm phiền phức, quỷ anh cười lạnh một tiếng. Ngươi bản sự mặc dù không dựa vào, nhưng như cũ không phải ta đối thủ, tránh ra, tiểu thất khó chịu mắng một câu, lão tử liền hậu khanh cũng có thể thu thập. Còn sợ ngươi một cái tiểu quỷ không được, ngươi nếu là không còn rời đi, hôm nay liền tiêu diệt ngươi, vậy ngươi diệt ta à, tiểu thất chửi nhỏ một tiếng, xách long tuyền kiếm nghênh đón. Tiểu quỷ linh khéo léo xoay người tránh được tiểu thất đả kích, đứng ở tiểu thất lúc trước vị trí, nhưng là không ngờ rằng, trên đất có mấy đạo linh phù, tiểu thất cười lạnh một tiếng. Thủ ấn biến đổi, linh phù ánh sáng chợt lóe, đem tiểu quỷ bao lại, đưa tay muốn móc ra phệ hồn đinh diệt tiểu quỷ này, sau đó nghĩ đến phệ hồn đinh dùng để bày trận đi rồi, không có cách nào. Long tuyền kiếm vạch qua bàn tay, máu tươi lao qua mũi kiếm, rung cổ tay, long tuyền kiếm xuyên qua phù quang, trực tiếp đi vào quỷ anh trong đầu, kẹp ra một đạo linh phù. Kiếm chỉ cũng là hướng quỷ anh tim đâm tới, quỷ anh toét miệng cười một tiếng, không có phệ hồn đinh. Ngươi là không giết chết được ta, ta cũng không tin tạt tiểu thất niệm lấy tối cao độ người diệu kinh, hóa giải quỷ anh oán khí, quỷ anh ôm đầu kêu thảm thiết. Một thân oán khí không ngừng tại tối cao độ người diệu kinh trung tiêu tan, quỷ anh con mắt màu đen gắt gao nhìn chằm chằm tiểu thất, đột nhiên hắn hét lớn một tiếng. Ta giết ngươi, phanh một tiếng, phù quang giải tán, quỷ anh móng tay vỗ vào tiểu thất ngực, tiểu thất trực tiếp bay rất ra ngoài, thân hình tại giữa không trung xoay chuyển mới đứng vững. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, ánh mắt hơi lộ ra kinh hãi nhìn quỷ anh liếc mắt ầm vang, một tiếng sấm rền nổ vang, đang cùng mọi người giao thủ quỷ vương hậu khanh chờ tất cả giật mình. Không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, tiểu thất cười lớn một tiếng, tới đúng dịp, bàn tay vung lên, ngũ hành kỳ phân tán trên mặt đất, tiểu thất kẹp ra mấy đạo linh phù, hướng giữa không trung ném đi. Trong tay bắt pháp quyết, trong nháy mắt bầu trời tiếng sấm càng thêm nổ ầm, vốn là ánh trăng lạnh lùng, từ từ bị mây đen che giấu mà đi, hậu khanh bọn họ đồng loạt nhìn về phía tiểu thất. Tiểu thất toét miệng cười một tiếng, trong miệng thì thầm, cửu thiên huyền âm, gấp triệu chúng thần, tề hội cảnh tiêu, khu lôi bôn vân, kim nhung đi đầu, lôi cổ phát bôn, thái nhất hành hình. Dịch sử lôi binh, tới ứng phù mệnh, quét sạch tà tinh, thái thượng sắc lệnh, thần lôi thần chú, tật thần chú đọc xong, tiểu thất cắn chót lưỡi, một điểm máu tươi phun ra. Chính xác không có lầm nhỏ tại trên linh phù, trong nháy mắt linh phù phù quang lớn tránh, lá cờ nhỏ cũng kịch liệt đung đưa, đêm tối bầu trời, răng đầy trong mây đen. Màu bạc lôi điện quay cuồng, cực kỳ kinh người, một cỗ kiểm chế thiên uy từ bầu trời truyền ra, lôi đình chi lực vốn là âm tà đồ vật khắc tinh, huống chi. Tiểu thất thẳng chiêu cửu thiên thần lôi, ầm vang, sấm sét nổ vang, một đạo to bằng bắp đùi tia chớp tự mây đen bên trong chạy tới, tiểu thất vội vàng lui về phía sau, hét lớn một tiếng. Các ngươi cũng vội vàng lui ra, nhưng mà tia chớp tốc độ nhưng là ngoài tiểu thất đám người dự liệu, trong chớp mắt liền tới đến mọi người đỉnh đầu, nghe được tư tư âm thanh, đều là tê cả da đầu. Nhưng làm người kinh ngạc một màn xuất hiện, những thứ này tia chớp hãy cùng dài ánh mắt giống nhau, không có đả kích người, mà là đuổi theo hậu khanh đám người. Loại trình độ này lôi điện mặc dù đối với hậu khanh bọn họ không tạo được vết thương chí mệnh, nhưng bị đánh chúng cũng quá sức, huống chi ở chỗ này, bọn họ một khi bị thương. Tiểu thất bọn họ nhất định sẽ đưa bọn họ làm thịt, giới sắc hòa thượng sờ một cái chính mình đầu chọc nghi ngờ nói, tiểu thất lần trước ta thấy ngươi thi triển thần lôi thần chú. Cũng không có động tĩnh lớn như vậy à, tiểu thất nhún vai một cái, thật ra thì chính hắn cũng không biết rõ chuyện gì, theo đạo lý chỉ cần tại thần lôi trong phạm vi công kích cũng rất nguy hiểm. Nhưng này thần lôi nhưng là chuyên chọn hậu khanh bọn họ hạ thủ, làm người không đoán ra a, lôi vân không có kéo dài bao lâu, liền từ từ tiêu tán, dù vậy.
Hậu Khanh bọn họ cũng làm phi thường chật vật, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Tiểu Thất bàn tay vung lên, đại gia xông ra ngoài, Hoàng Nguyên chân nhân tu vi cao nhất. Tốc độ tự nhiên nhanh nhất, hắn một cái vọt mạnh, liền đem Tiểu Thất đám người bỏ lại đằng sau, đối thủ của hắn là Quỷ Nữ Vương, thần lôi sau khi xuất hiện, nàng là lớn nhất người bị hại. Hoàng Nguyên chân nhân trong tay kiếm gỗ đào vung lên, hướng Quỷ Nữ Vương đầu chém tới, Quỷ Nữ Vương sắc mặt khó coi, hướng Doanh Câu hét. Doanh Câu còn không mau tới cứu ta, Doanh Câu nhìn một cái, không khỏi mắng một tiếng, cứu ngươi, tự lão tử đều không thoát khỏi thân, Tiểu Thất liếc mắt nhìn hai phía. Nhưng là phát hiện Quỷ Anh không thấy, quay đầu nhìn liếc mắt, Quỷ Anh cũng không tại kinh thành 81 số bên trong, chẳng lẽ bị thần lôi chém thành cặn bã, không thể nào. Liền Quỷ Nữ Vương đô không có hồn phi phách tán, khúc quanh âm dương sư cắn răng, nhìn một cái bên cạnh Quỷ Anh, xem ra còn phải chờ một chút, mọi người ở đây chiến chính vui mừng thời điểm. Tiểu Lục đột nhiên xuất hiện ở Tiểu Thất bên người, nàng hô to một tiếng, Tiểu Thất ca ca, Lục Sử tới, nghe được nàng mà nói, mọi người đều dừng động tác lại, thừa dịp này. Hậu Khanh bọn họ hội tụ đến cùng một chỗ, Tiểu Thất không để ý đến, nhìn Tiểu Lục hỏi, làm sao ngươi biết Lục Sử tới, ngươi thấy hắn, ân ân. Vốn là con quỷ kia vương liền muốn chết trong tay ta rồi, Lục Sử đột nhiên xuất hiện, đưa hắn cứu đi, Tiểu Thất khẽ nhíu mày, thật là không phải một cái tin tốt, hỏi tiếp. Lục Sử là một người đến, vẫn là mang theo quỷ tướng âm binh cùng đi, ta tới nói cho ngươi biết đi, Tiểu Lục còn chưa mở miệng nói chuyện, một trận lưỡi mác thanh âm vang lên. Mọi người dương mắt nhìn, thấy hơn ngàn quỷ tướng âm binh theo đường phố hai đầu vọt tới, đem nơi này lấp kín phải là nước chảy không lọt mà đi tuốt ở đàng trước chính là Lục Sử tên phản đồ này. Thấy Lục Sử, đại gia trong lòng đều là căng thẳng, xem xét lại Hậu Khanh bọn họ, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Thất sắc mặt có chút khó coi, cơ hội thật tốt. Ngay tại Lục Sử đến trong nháy mắt không có, Hoàng Nguyên chân nhân đi tới Tiểu Thất bên người, thấp giọng nói, Tiểu Hữu tiếp theo phải làm gì, tiền bối, người kiến thức rộng. Cầm một chủ ý, cái này, không dối gạt Tiểu Hữu ta ở lâu núi rừng, đầu không có lấy trước như vậy linh quang, người để cho ta đối phó Quỷ Vương Hậu Khanh đều không thành vấn đề. Nhưng để cho ta quyết định, quả thực làm khó ta, nghe được Hoàng Nguyên chân nhân này hơi lộ ra tái nhợt giải thích Tiểu Thất cũng phi thường không nói gì, được rồi. Ai bảo mình là nhân vật chính đây, Tiểu Thất nhìn Lục Sử, đạo, Lục Sử, người mang theo nhiều như vậy âm binh quỷ tướng tới. Không sợ địa phủ phái người tới vây quét ngươi sao, nghe được Tiểu Thất mà nói, Lục Sử nhưng là dễ dàng cười một tiếng, địa phủ người chỉ sợ là không tới được rồi, cho nên ta tới trễ như vậy. Chính là phụng bồi chủ nhân nhà ta, đến địa phủ một chuyến, chủ nhân đi ra, Hậu Khanh bọn họ mừng rỡ hỏi, Lục Sử lắc đầu một cái, đạo, không phải chủ nhân chân thân. Chỉ là bảy phách một trong, cho dù chỉ là bảy phách một trong, cũng đủ phủ những thứ kia không thức thời vụ uống một bầu, chủ nhân bảy phách xuất hiện, Diêm Vương cũng nhất định đi theo, chỉ sợ. Cứ yên tâm đi, Diêm Vương lão nhi vẫn còn thần ma chi hải đây, hắn bây giờ cũng không dám dễ dàng rời đi, một khi hắn rời đi, thần ma chi hải. Sẽ thấy cũng phong ấn không được chủ nhân, Lục Sử mà nói nếu như là thực sự, đối với Tiểu Thất bọn họ chính là một cái sấm sét giữa trời quang, lần này để cho bọn họ là rất nhiều thất sách. Mỗi một người đều mặt mang vẻ lo lắng, cảm nhận được loại này không đúng lúc tâm tình, Tiểu Thất vội vàng hô to một tiếng, Lục Sử nói chuyện là thật hay giả chúng ta cũng không biết. Các vị có thể không nên tùy tiện tin tưởng a, Nhất Đăng đại sư đám người nhìn Tiểu Thất liếc mắt, ánh mắt rơi ở trên người Thiên Cơ Tử từ tốn nói, Lục Sử nói là giả. Các vị không nên tưởng thiệt Thiên Cơ Tử có âm dương thiên cơ bàn, hắn nói chuyện độ tin cậy cao hơn, sau khi nói xong, hắn chậm rãi bước chuyển qua Tiểu Thất bên cạnh thấp giọng nói. Tiểu sư đệ, âm dương thiên cơ bàn biểu hiện, địa phủ xác thực xuất hiện mầm tai họa.
Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 537, ngũ lôi chấn thiên kỳ, tiểu thất ánh mắt ngưng kết, kinh ngạc nhìn thiên cơ tử, ngay sau đó suy nghĩ một chút. Cũng minh bạch hắn mới vừa rồi tại sao phải nói cho những người khác, địa phủ không mầm tai họa chung quy tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tâm cảnh hơi có buông lòng. Cũng sẽ cho địch nhân mang đến thừa dịp cơ hội, nhưng hôm nay tình cảnh, lục sử đoàn người chiếm cứ thượng phong, cho dù giao thủ tiểu thất bọn họ phần thắng cũng không lớn. Nguyên nhân chủ yếu chính là âm binh quỷ tướng quá nhiều, rút ra thân đối phó bọn chúng, hậu khanh chờ nhất định sẽ ở sau lưng làm đánh lén, đến lúc đó đừng bảo là đối phó quỷ không đầu vương. Trước mắt ải này có thể hay không qua cũng là một cái vấn đề, tiểu thất suy tư liên tục, muốn hậu khanh chính bọn hắn rút đi, không quá thực tế, như vậy chỉ có thể liều mạng. Theo Hoàng Nguyên chân nhân bọn họ cùng đi dân gian chuyện là cục tiểu tướng, đối phó hậu khanh hàng ngũ, quá khó khăn vì bọn họ rồi, nhưng đối phó với âm binh vấn đề không lớn, cho nên kế hoạch không thay đổi, chỉ bất quá nhất đăng đại sư chờ phải đối phó liền muốn nhiều hơn một cái lục sử rồi, tiểu thất ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời đen kịt trầm giọng nói. Kế hoạch không thay đổi, ta cùng dân gian chuyện là cục tiểu tướng cùng nhau ngăn chờ âm binh quỷ tướng. Những người còn lại hợp lực đối phó lục sử ba cái, Hoàng Nguyên chân nhân nghe được tiểu thất mà nói, ngay sau đó nói, tiểu hữu an bài không tệ. Cứ dựa theo như vậy đi làm, tiểu thất gật đầu một cái, tiểu, hòa thượng các ngươi liền muốn khổ cực một chút, nhất đăng đại sư bọn họ dù sao cũng là bị chúng ta lôi xuống nước. Không thể để cho bọn họ phát sinh quá lớn tình huống thương vong, ngươi yên tâm, chúng ta biết phải làm sao, động thủ, ha ha, cũng không biết người nào cho ngươi tự tin, bầy quỷ nghe lệnh. Giết cho ta rồi lời mới vừa nói người, lục sử cười lớn một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu thất, trầm giọng quát lên, tuân lệnh, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ oanh. Quỷ tướng âm binh trên người âm khí dập dờn mà ra, lưỡi mác trường thương lóe lên phong mang, tiểu thất sắc mặt băng hàn, trong mắt sát ý ác liệt, long tuyền kiếm phá vỡ bàn tay. Vải vàng đem mũi kiếm bao vây lại, mũi kiếm bị che đậy chắc chắn, nhưng tựa hồ càng thêm lợi hại, tiểu thất mạnh mẽ ngẩng đầu, một cái bước dài vọt tới quỷ tướng bên người. Long tuyền kiếm chém bổ xuống, theo tiểu thất động thủ, đại gia cũng là không nói lời nào, cùng hậu khanh bọn họ chiến đấu rồi, quỷ tướng tựa hồ không ngờ rằng tiểu thất dám lớn mật như thế. Một thân một mình xông vào âm binh trong đám, hắn tránh mũi kiếm, lại không có né tránh kiếm khí, màu tím kiếm hoa tự mũi kiếm nổ bắn ra mà ra. Đem quỷ tướng trường thương trong tay chém thành hai khúc, âm binh tại tiểu thất trong tay căn bản không kiên trì được bao lâu, liền hồn phi phách tán. Nhưng không ngăn được âm binh quá nhiều, giết một cái đi lên hai cái, độ khó cũng là lớn vô cùng, tiểu thất cùng dân gian chuyện là cục tiểu tướng môn hợp lực. Đem một đám âm binh quỷ tướng chắn trụ ở ngoài vòng chiến, ba cái quỷ tướng hướng tiểu thất vây lại, một người trong đó hừ lạnh nói, tiểu thất ngươi không khỏi quá càn rỡ, chúng ta 3.000 âm binh. Làm sao có thể không thu thập được ngươi, người tới, giết cho ta, tiểu thất cười nhạt, hai chân tàn nhẫn đạp mặt đất, càng hướng giữa không trung, long tuyền kiếm vung chém mà ra. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng vang lên, để cho người nghe sau lưng lạnh cả người, thân hình rơi trên mặt đất đột nhiên nhất chuyển, bàn tay bắt lại quỷ đem trường thương. Đi phía trước đưa tới, kiếm chỉ đi vào quỷ tướng nơi buồng tim, chu ma lệnh phá, quỷ tướng kêu thảm một tiếng, hóa thành bụi bặm. Hai gã khác quỷ tướng thấy tiểu thất trong chớp mắt liền giết xuống một cái, ánh mắt đột nhiên cả kinh, lui về phía sau mấy bước, đang ở phụ trợ mọi người đối chiến lục sử hậu khanh thiên cơ tử. Nhìn tiểu thất liếc mắt quăng tới một cái tán thưởng ánh mắt, Úy Mơ Vương Thiếu Bân mấy người cũng là khá là khiếp sợ nhìn tiểu thất, lúc trước có thể nói là tiểu thất lấy sức một mình chặn lại âm binh quỷ tướng đợt thứ nhất thế công, mà bọn họ những người này, nhiều lắm là chính là đánh xì dầu, tiểu thất rung cổ tay, long tuyền khẽ rên một tiếng.
nhìn một đám âm binh quỷ tướng đạo, các ngươi tốt nhất không nên xông lại chịu chết, tiểu gia hôm nay tâm tình không tốt, hạ thủ rất nặng. Không chút lưu tình, bị mọi người ngăn cản chắc chắn Lục Sử quay đầu hướng về phía một đám quỷ tướng âm binh nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ cho ta lên, hắn là người, các ngươi là quỷ. Thời gian đến nửa đêm, thực lực các ngươi càng ngày sẽ càng cường, hà tất sợ hắn, giết. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, các ngươi nếu tìm chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, lấy ra một chồng linh phù, hướng âm binh nhiều nhất địa phương ném đi. Thái Ất chân phù hiển thần uy, trừ yêu diệt ma không lưu tình, vạn quỷ cuối cùng cũng có kiếp nạn ngày, luyện hỏa giáng thế giặt rửa tội nghiệt a. Phù quang đột nhiên toát ra hừng hực luyện hỏa, bị ảnh hưởng đến âm binh đều là thống khổ bụng mặt, lăn lộn trên mặt đất, luyện hỏa giặt rửa thiên hạ tội nghiệt. Những thứ này âm binh quỷ tướng trốn tránh địa phủ, tội đáng chết vạn lần, một lớp chưa qua Tiểu Thất lại vừa là kẹp ra một đạo linh phù, hướng giữa không trung ném đi. Ngay sau đó bấm chỉ quyết, hét lớn một tiếng, thái thượng sắc lệnh, ngũ hổ hiển thần uy, tiếng hổ gầm lên, năm đạo mãnh hổ hư ảnh chạy băng băng mà ra, mở cái miệng rộng. Đem âm binh quỷ tướng nuốt vào, có bùa này, Tiểu Thất liền từ từ mở rộng vòng chiến, lượn quanh chủ chiến vòng rong rồi, ngắn ngủi 10 phút ở giữa. Hao tổn tự Tiểu Thất trong tay quỷ tướng âm binh đã trên trăm, tiểu sư đệ, cẩn thận hướng đông nam, tựu tại lúc này, Thiên Cơ Tử đột nhiên kêu một tiếng, Tiểu Thất chợt xuất thủ. Long Tuyền kiếm vung chém mà đi, đang một tiếng, một cái phán quan bút xuất hiện, Tiểu Thất lùi về phía sau một bước, cảnh giác nhìn chằm chằm bên cạnh, Lục Sử thân hình chậm rãi xuất hiện. Trong mắt của hắn nộ khí 10 phần, thật đúng là coi thường ngươi, vậy mà giết nhiều như vậy âm binh, ta còn muốn giết ngươi, Tiểu Thất kéo ra kiếm hoa, hướng Lục Sử vọt tới, Lục Sử cười khẩy. Vô chi, Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, mặc dù ngươi tu vi rất cao, nhưng tiểu gia cũng không phải bùn nặn, hôm nay chính là chết, cũng phải đưa ngươi cùng nhau kéo tới địa ngục cong. Đang, Long Tuyền kiếm phán quan bút không ngừng đụng nhau, keng đang tiếng không ngừng, bởi vì Lục Sử xuất thủ cuốn lấy Tiểu Thất, vòng chiến thoáng cái trở nên hỗn loạn lên. Quý Mơ bọn họ tu vi mặc dù cũng không tệ, nhưng không biết sao kinh nghiệm chiến đấu quá ít, vòng chiến một khi hỗn loạn lên, đối với Tiểu Thất bọn họ là cực kỳ bất lợi. Tiểu Thất không ngừng ngăn cản Lục Sử mãnh liệt thế công, một bên trong đầu suy nghĩ đối sách, đột nhiên Lục Sử cười lạnh một tiếng, ngươi thực lực không bằng ta. Cùng ta đại chiến còn dám phân thần, thật là tự tìm chết, Lục Sử tiếng nói vừa dứt, thân hình hắn liền biến mất không thấy, Tiểu Thất ánh mắt đông lại một cái, cảnh giác quét nhìn chung quanh. Đột nhiên, một đạo màu đen phong mang tự Tiểu Thất sau lưng nổ bắn ra mà ra, cùng Hậu Khanh đánh nhau kịch liệt, Mã Tiểu Tiểu chú ý tới màn này, la lớn, Tiểu Thất. Cẩn thận phía sau, Mã Tiểu Tiểu thanh âm mới vừa truyền vào Tiểu Thất trong tai, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, sau lưng liền đi ra đau đớn một hồi. Ngay sau đó, Tiểu Thất thân thể bị Lục Sử một cước đạp bay ra ngoài, Tiểu Thất tiểu hữu, mọi người nóng nảy hô to, Tiểu Thất bò dậy, đưa tay ở phía sau lưng một vệt. Phía sau quần áo đã toàn bộ bị máu tươi làm ướt, Tiểu Thất hướng mọi người lắc đầu một cái, các ngươi không cần lo lắng, ta không sao, nếu chảy máu, vậy chỉ dùng đi. Tiểu Thất ở trong lòng nghĩ đến, ngay sau đó kéo xuống ngực ngọc phù, nhìn một cái áp vào rồi sau lưng nơi vết thương, nguyên bản Tiểu Thất không có tính toán sử dụng ngọc phù. Dù sao cũng là phải đối phó quỷ không đầu vương, nhưng bây giờ đã không có biện pháp, chỉ đành phải làm như vậy rồi, ngọc phù mút thỏa thích lấy Tiểu Thất máu tươi, lục quang bắt đầu chuyển đổi. Từ từ phơi bầy màu tím, ngọc phù đệ thứ 5 phong ấn, liền cần Tiểu Thất máu tươi tới cởi ra. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 538, ngũ lôi chấn thiên kỳ, 2, máu tươi chuẩn toàn bộ, Tiểu Thất đem ngọc phù ném ra ngoài, trùng hợp bao phủ ở rồi chủ chiến vòng. Hậu Khanh thấy trôi lơ lửng tại giữa không trung ngọc phù, ánh mắt biến đổi, hét lớn một tiếng, vội vàng lui về phía sau, vật này phi thường lợi hại, Tiểu Thất toét miệng cười một tiếng.
khóe miệng tràn ra vết máu, trong tay ấn pháp biến đổi, quát lên, muốn chạy, đã muộn, đệ thứ năm phong ấn, mở, ánh sáng màu tím bộc phát ra. Tiếp theo tới là một cổ cường lớn không gì sánh được khí thế, quang hoa đem chủ chiến vòng hoàn toàn bao phủ đi vào, Mã Tiểu Tiểu bọn họ vội vàng lui ra, đi tới tiểu thất bên người. Tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn trôi lơ lửng ở giữa không trung ngọc phù, khá là khiếp sợ, một cái như vậy nho nhỏ vật kiện, lại có loại này kinh thiên uy năng, quả thật hiếm thấy. Hoàng Nguyên chân nhân nhìn tiểu thất liếc mắt, đạo tiểu hữu, vật này là gì đó, tiểu thất cắn răng, đạo, vật này là Mao Sơn tứ bảo một trong, ngọc phù, há, ngọc phù. Chẳng lẽ là Mao Sơn tổ sư vật hái côn luân ngọc thạch luyện chế mà thành ngọc phù, tiểu thất gật đầu một cái, chính là vật này, lợi hại. Mao Sơn không hổ là đạo gia đại phái, bọn họ chung quy nhiều người, ngọc phù không chống đỡ nổi bao lâu, cho nên, chúng ta vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mọi người gật đầu một cái. Ánh sáng màu tím bao phủ vòng chiến, hậu khanh bọn họ tựa hồ đem thực lực bản thân hoàn toàn bộc phát ra, ngăn cản ngọc phù uy áp mạnh mẽ, tiểu thất hít sâu một hơi. Không khỏi đưa tay ấn chặt sau lưng vết thương, Mã Tiểu Tiểu phát giác tiểu thất khác thường, thấp giọng hỏi, tiểu thất ngươi không sao chứ, ta không sao, ngươi không cần lo lắng, nghe vậy. Tiểu thất cười trả lời, có thể, tiểu thất khoát tay một cái, cắt đứt nàng mà nói, Mã Tiểu Tiểu bước chân hơi lui, thân hình gần chót, vừa vặn có khả năng nhìn thấy tiểu thất sau lưng. Nàng nghiêng đầu vừa nhìn, không khỏi che lại miệng, tiểu thất sau lưng hoàn toàn bị máu tươi làm ướt, vết thương vẫn còn không ngừng có máu tươi tràn ra. Lục sử trong tay phán quan bút cũng không phải là đơn giản đồ vật, đó là tại địa phủ cũng có thể có là số má bảo vật, tiểu thất bị phán quan bút đâm trúng, làm sao có thể sẽ không việc gì. Tiểu thất cũng không có để cho mọi người đi đối phó quỷ tướng âm binh, chung quy bọn họ không phải đầu to, đối phó bọn chúng chỉ có thể lãng phí tinh lực. Một khi hậu khanh hàng ngũ đột phá ngọc phù tình huống sẽ càng thêm tệ hại, thừa này thời gian, tiểu thất theo trong túi sách móc ra một mảnh thái tuế ăn vào tạm hoãn mình một chút thương thế. Quả nhiên, ăn vào thái tuế sau đó, sau lưng cảm giác đau nhất thời giảm nhỏ rất nhiều, thời gian từng giây từng phút đi qua, ngọc phù ánh sáng cũng càng ngày càng yếu, thấy màn này. Tiểu thất nhìn mọi người nói, ngọc phù đã không chống đỡ được rồi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ta còn là giúp các ngươi dọn dẹp phòng chiến, các ngươi cứ yên tâm đi, đa tạ tiểu hữu. Kinh thành 81 số trong tầng hầm ngầm, Chu Giai Hào cùng Bảo Bảo hai cái song song ngồi lấy, một lớn một nhỏ đều là cúi đầu, Chu Giai Hào tựa hồ là đang ngồi. Bảo Bảo tên tiểu tử này nhưng là đang vẽ cái vòng tròn, vẽ một cái vòng tròn phù hộ ca ca, Chu Giai Hào nghe được tiểu tử mà nói, cũng không có tinh thần ngồi. Nghiêng đầu nhìn Bảo Bảo liếc mắt, đạo, tiểu tử, người nào nói cho ngươi biết, vẽ vòng tròn có khả năng phù hộ người khác, ta cho ngươi biết, vẽ vòng tròn là nguyền rủa người khác, người xấu. Không cho phép nói, ca ca nói xấu, Bảo Bảo nghe một chút, nhất thời nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Chu Giai Hào lông mày dựng lên, tiểu tử có tin hay không đánh cái mông ngươi. Người không đánh lại Bảo Bảo, Chu Giai Hào vừa định lại nói, bên ngoài lại truyền tới tiếng bước chân, một lớn một nhỏ đầu đồng thời nghiêng một cái, hướng đường đi phương hướng nhìn. Bất quá cửa gỗ đóng chặt, không thể thấy là ai tới, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân, trên đường chính, chiến đấu lại lần nữa khai hỏa. Tiểu thất tiếp tục bang chúng người dọn dẹp phòng chiến, có thể bởi vì tiểu thất bị thương, thế công so với lúc trước nhỏ rất nhiều, đông đảo âm binh quỷ tướng tự hồ cũng nhìn ra. Không ngừng phía sau làm đánh lén, đã như thế tiểu thất liền lộ ra rất bị động, chen nhau lên âm binh quỷ tướng, tiểu thất luống cuống tay chân, liên tục ném ra linh phù. Nhưng âm binh quỷ tướng số lượng thật sự quá nhiều, đột nhiên, tiểu thất vội vàng không kịp chuẩn bị, bị quỷ tướng đánh trúng, ngã trên đất, âm binh hô nhau mà lên. Trường thương trường kiếm đều hướng tiểu thất đâm xuống, giới sắc hòa thượng bọn họ cặp mắt sắp nứt, muốn tới trợ giúp, nhưng là bị hậu khanh bọn họ kéo chặt lấy rồi.
ở nơi này, kinh hiểm vạn phần thời khắc, một nhánh đại kỳ từ trên trời hạ xuống, cắm vào tiểu thất bên người. Đột ngột xuất hiện đại kỳ, làm cho tất cả mọi người đều là cả kinh, đại kỳ nhan sắc thâm trầm, phơi bày màu đỏ nhạt, nơi ranh giới nhưng là lóe lên ngân quang càng ngày càng mạnh. Ngay sau đó bộc phát ra một trận như mưa rông gió bão tia chớp xuất hiện, trực tiếp đem vây quanh tiểu thất âm binh quỷ tướng cuốn vào, tiếng kêu thảm thiết truyền vang mà ra. Âm binh quỷ tướng ở dưới lôi điện, hóa thành khói xanh, từ từ dâng lên, tiểu thất mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn đại kỳ, sắc mặt vui mừng, ngũ lôi chấn thiên kỳ, bò dậy, bắt lại đại kỳ. Dùng sức quơ múa, tiểu thất cũng không suy nghĩ nhiều, là ai đem Long Hổ Sơn ngũ lôi chấn thiên kỳ đưa tới nơi này, nhưng khẳng định là bạn không phải địch. Nói không chừng chính là vị đại tiểu thư kia rồi, có ngũ lôi chấn thiên kỳ, cho dù tiểu thất bị thương, nhưng ngăn trở âm binh quỷ tướng buông lỏng quá nhiều. Lục Sử thấy âm binh quỷ tướng không ngừng tại ngũ lôi chấn dưới thiên kỳ hồn phi phách tán, nhất thời hét lớn một tiếng, là ai, lăn ra đây cho ta, hừ, Lục Sử. Rất đáng gờm sao, một đạo tiếng hừ lạnh theo giữa không trung truyền tới, theo nhau mà đến là một cổ cường đại khí thế vừa rơi xuống, đem Lục Sử bao phủ mà vào, Lục Sử sắc mặt khó coi. Kịch liệt dãy dụa tại hắn bên cạnh Hậu Khanh cảm nhận được này cỗ cường đại lại khí tức quen thuộc, hắn trầm tư một chút, đột nhiên kinh ngạc nói, là ngươi, Hiên Viên Mị, ha ha. Hậu Khanh, người thật đúng là để cho ta dễ tìm a, êm tai tiếng cười tại mọi người bên tai vang vọng, trong lúc bất chợt một đạo thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Mặc một bộ quần dài màu lam nhạt, trên mặt chứa đựng nụ cười lạnh nhạt, như vậy vừa nhìn, tựa hồ liền ánh trăng đều ảm đạm phai mờ, quả thật là ngươi Hiên Viên Mị. Hậu Khanh cắn răng nghiến lợi nói, tiểu thất đi tới Hiên Viên Mị bên người, nhẹ giọng nói, đế nữ. Mặt này ngũ lôi chấn thiên kỳ có phải là ngươi hay không ném xuống tới, đúng nha, tiểu thất hỏi tiếp, ngũ lôi chấn thiên kỳ nhưng là Long Hổ Sơn pháp bảo, tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Chẳng lẽ là ngươi theo Long Hổ Sơn trộm ra, không phải trộm, là cướp, ta du lịch cả vùng đất này, trùng hợp tại trên một ngọn núi. Nhìn thấy một ông lão chính vung vẩy mặt này lá cờ hô phong hoán vũ, ta cảm giác được rất thú vị, liền đem hắn đoạt lại, nghe được nàng mà nói, tiểu thất là một đầu hắc tuyến, lại là cướp. Không cần phải nói, cái kia xui xẻo lão đầu chính là Trương Nguyên Can sư thúc tổ rồi, nếu là hắn biết rõ ngũ lôi chấn thiên kỳ đến trong tay mình, có thể hay không giận đến nhảy cỡn lên. Tiểu thất sở dĩ suy đoán, Hiên Viên Mị là từ Trương Nguyên Can mà không phải Trương Vô Đạo trong tay cướp đoạt ngũ lôi chấn thiên kỳ, đó là bởi vì Trương Vô Đạo tu vi rất cao. Đế nữ không phải là đối thủ, tiểu thất gật đầu một cái, ngay sau đó nói, đa tạ đế nữ ân cứu mạng, ngươi không cần cảm ơn ta, coi như ta trả lại ngươi máu tươi chi tình, ừ kia đế nữ tới đây. Là tìm Hậu Khanh tính sổ đi, Hiên Viên Mị quyến rũ cười một tiếng, đúng nha, mấy ngàn năm rồi, theo ta ngủ say cho tới bây giờ, cũng nên kết thúc. Hiên Viên Mị ngươi không khỏi quá cuồng vọng, Hiên Viên Mị đôi môi hơi nhếch lên, nhìn Hậu Khanh đám người liếc mắt từ tốn nói, Hậu Khanh, Doanh Câu, Lục Sử. Ba người các ngươi cùng lên đi, bồn tiểu thư thật lâu không có động thủ, Mã Tiểu Tiểu lông mày kẻ đen hơi nhăn, nhỏ tiếng hỏi tiểu thất nàng là nữ bạt đúng. Bất quá cũng là hoàng đế con gái, thân phận tôn quý, nói đến đây, tiểu thất dừng một chút, hỏi nhỏ, ngươi có phải hay không muốn thu phục nàng nha, thu phục, làm sao biết chứ? Muốn thu ta cũng thu Hậu Khanh Doanh Câu, nữ bạt cùng hắn tộc nhân đối với chúng ta mà nói, cũng là rất trọng yếu. Ta cũng sẽ không đi làm cái loại này tự bạo chuyện ngốc nghếch, tiểu thất gật đầu một cái, vậy thì tốt, lần này có đế nữ hỗ trợ, chúng ta cũng có thể hợp lực chém chết quỷ vương rồi. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 539, lấy một địch ba, Mã Tiểu Tiểu gật đầu một cái, sau đó có chút bận tâm nói.
nàng một người có khả năng ngăn trở Hậu Khanh ba người bọn hắn sao? Tiểu Thất nhún vai một cái, đạo ta cũng không rõ ràng, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nàng xuất thủ, hơn nữa. Ta cũng vậy, đi Thiên Sơn thời điểm, gặp tuyết lở, rơi vào trong động băng, trùng hợp đụng phải ngủ say đế nữ, Hiên Viên Mị đột nhiên đến, để cho Tiểu Thất bên này tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Chính là lâm vào mừng rỡ, người da vàng chân nhân đối với Tiểu Thất đó thật đúng là vài phần kính trọng, bản sự không chỉ có cường liền nhận biết người cũng từng cái lai lịch lạ thường. Lúc trước Côn Lôn Sơn Ma Linh rồi coi như xong, nhưng Hiên Viên Mị nhưng là thật thượng cổ thiên tôn hoàng đế con gái, thân phận kia đều phá thiên, Hiên Viên Mị mặc dù lợi hại. Nhưng Hậu Khanh Doanh Câu giống như nàng, đều là tứ đại cương thi thủy tổ, hơn nữa một cái lục sử, nàng thật có nắm chặt đánh thắng sao? Thật ra thì không riêng gì Hoàng Nguyên chân nhân có ý nghĩ này, những người khác giống như vậy, giới sắc hòa thượng chuyển qua Tiểu Thất bên người, nhẹ giọng nói, Tiểu Thất. Nàng thật có thể ngăn trở Hậu Khanh ba người sao, Tiểu Thất từ tốn nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá, đế nữ nếu dám nói ra những lời này, nhất định có lòng tin, cho nên. Chúng ta không cần vì nàng lo lắng, ngược lại chúng ta, một khi đế nữ hỗ trợ quấn lấy Hậu Khanh ba người, lập tức xuất thủ. Đem âm binh quỷ tướng thậm chí quỷ vương ở lại chỗ này, giới sắc hòa thượng gật đầu một cái, người bị thương, trước hết nghỉ ngơi một chút, giao cho chúng ta xử lý là tốt rồi, Tiểu Thất. Hòa thượng nói đúng, người trước chữa thương, chung quy chúng ta còn muốn đối phó quỷ không đầu vương, đến lúc đó còn phải dựa vào ngươi xuất lực, nếu như ngươi không thể động thủ. Sẽ tiếp tục trì hoãn, nghe được Hứa Chính Dương mà nói, Tiểu Thất gật đầu một cái, ta hiểu được, các ngươi cẩn thận một chút, yên tâm, không có việc gì, Tiểu Thất cười một tiếng. Ngay sau đó phất phất tay, đạo chúng ta trước tiên lui sau một điểm, bọn họ muốn khai chiến, nghe nói như vậy, đại gia đồng loạt lui về phía sau. Tựa vào kinh thành 81 số trên vách tường, Hiên Viên Mị đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Hậu Khanh mấy người, từ tốn nói, có phải hay không không phục lắm đây, vậy thì động thủ đi, hừ. Hiên Viên Mị, ngươi quá tự đại rồi, coi như một trọi một ngươi cũng không có nắm chắc đánh bại chúng ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ô kìa ta ngủ mấy ngàn năm. Tính lực không tốt lắm đây, Hậu Khanh ba người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời xuất thủ thân hình chợt lóe xuất hiện ở Hiên Viên Mị bên cạnh, nàng khẽ cười một tiếng, ngọc trưởng lộ ra. Bắt lại lục sử quần áo, hướng giữa không trung ném đi, trong lúc bất chợt nàng thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa, Hậu Khanh cùng Doanh Câu còn chưa kịp phản ứng, đất bằng nổi sóng. Sàn nhà đều nổ bể ra tới, bụi mù tản đi, chỉ thấy lục sử nằm trên đất mà Hiên Viên Mị lòng bàn chân dẫm ở lục sử ngực tê thấy được màn này. Tiểu Thất bọn họ đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh thoáng qua ở giữa, vậy mà đem lục sử đánh cho thành bộ dáng này, loại thực lực này quả thực nghịch thiên, Tiểu Thất đặc biệt giật mình. Ban đầu Hiên Viên Mị tỉnh lại lúc nàng chính miệng nói qua tướng thần đều phải so với nàng lợi hại một ít, có thể mặc dù tướng thần cũng không khả năng trong chớp mắt sẽ thu thập hết lục sử đi. Chẳng lẽ đế nữ du lịch khoảng thời gian này, ăn bảo bối gì, Hậu Khanh Doanh Câu ngửa mặt lên trời thét dài, linh cánh ở sau lưng xuất hiện, bọn họ thân hình chợt lóe, biến mất không thấy gì nữa. Hiên Viên Mị khóe miệng hơi nhếch lên, ngọc trưởng đánh ra, Hậu Khanh bọn họ thân hình liền xuất hiện, cảm giác như thế nào, Hậu Khanh bọn họ cảm giác mình muốn điên rồi. Rõ ràng đều là tứ đại cương thi thủy tổ, tại sao Hiên Viên Mị thực lực sẽ cường đại tới mức này, lấy một địch ba, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, càng đáng sợ hơn là... Nàng còn ổn chiếm thượng phong, lúc này, Hiên Viên Mị hướng về phía Tiểu Thất nháy mắt một cái, ngay sau đó ngọc trưởng bắt được Hậu Khanh cùng Doanh Câu cánh tay, đi đến giữa không trung. Thấy màn này, Tiểu Thất hô lớn, Tiểu Lục làm thịt lục sử, chư vị tiền bối, đồng loạt ra tay, diệt quỷ vương, quỷ nữ vương muốn khóc, Hậu Khanh bọn họ bị ngăn cản.
Lục Sử trực tiếp bị trọng thương, quỷ Nam Vương cũng không biết ở nơi nào, nàng một cái quỷ vương, muốn ngăn trở xông lại một đám đạo sĩ hòa thượng, nói dễ vậy sao? Lục Sử bị Hiên Viên Mị đả thương, cùng Tiểu Lục giao thủ ở giữa, hoàn toàn bị đánh bẹp, không tới một phút, hắn đã bị Tiểu Lục đánh trúng mấy chưởng, máu tươi ói đầy đất. Tiểu Thất nhìn một cái tình hình chiến đấu, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn Hoa Thanh Liễu Nghiên mà liếc mắt, các ngươi trông coi nơi này, ta đi xuống xem một chút được. Tiểu Thất tiến vào kinh thành 81 số, hướng phòng ngầm dưới đất đi tới, mới vừa đi xuống lầu, nhưng là thấy được Quỷ Anh cùng Âm Dương Sư, ánh mắt đông lại một cái, quát khẽ. Các ngươi thế nào đi vào? Âm Dương Sư quay đầu nhìn Tiểu Thất liếc mắt, cười quái dị một tiếng, rốt cuộc đã tới một người. Bên trong Chu Giai Hào cùng Bảo Bảo cũng nghe đến Tiểu Thất thanh âm, Bảo Bảo từ dưới đất nhảy cỡn lên, liền hướng cửa gỗ vọt tới, tiểu tử muốn xuyên cửa mà qua. Nhưng là bị cửa gỗ bắn ngược trở về, trên mặt đất lăn một vòng, Chu Giai Hào đem tiểu tử xách lên, đạo, có bị thương không? Bảo Bảo lắc đầu một cái miệng nhỏ nhắn phẩy một cái. Bảo Bảo muốn ca ca ngay tại bên ngoài, Chu Giai Hào một đầu hắc tuyến, tên tiểu tử này làm sao lại như vậy thích Tiểu Thất đây, lúc trước hắn hết lời ngon ngọt. Muốn thu mua Bảo Bảo, có thể Bảo Bảo căn bản không để ý tới hắn, không chỉ có như thế, còn muốn tố cáo, đường đi chung, Tiểu Thất ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Âm Dương Sư nhìn hồi lâu. Phát hiện Âm Dương Sư tựa hồ không còn là người, này cũng khó trách, hắn không mở ra cửa gỗ, người muốn mở ra cánh cửa này rất đơn giản, yêu ma quỷ quái coi như khó khăn. Long Tuyền kiếm đưa ngang một cái, Tiểu Thất chậm rãi đi tới, đi qua Âm Dương Sư bên người, hắn đột nhiên xuất thủ, Tiểu Thất thân hình nhất chuyển. Tay trái kinh chập mạnh mẽ hướng Âm Dương Sư đâm tới, Âm Dương Sư đỡ ra Long Tuyền kiếm, nhưng là không ngờ rằng kinh chập vội vàng không kịp chuẩn bị đâm trúng rồi ngực. Hắc khí theo Âm Dương Sư trong cơ thể điên cuồng toát ra, mấy giây gian, hắn liền đại biến bộ dáng, người không ra người quỷ không ra quỷ, vốn chỉ là già nua gương mặt thật nhanh giữa nát. Từng cục thịt vụn rơi trên mặt đất, trên bàn tay máu thịt cũng là rụng, trong chốc lát, Âm Dương Sư bàn tay, tựu là bạch cốt, Tiểu Thất dùng mình một cái. Âm Dương Sư đến cùng đối với mình làm gì đó, vậy mà biến thành cái này quỷ dáng vẻ, Quỷ Anh vẫn đứng bên người Âm Dương Sư không có động thủ. Không biết là kiêng kỵ trong cửa gỗ vị cao nhân kia hư ảnh, hay là bởi vì những nguyên nhân khác, trong tầng hầm ngầm, Chu Giai Hào cũng phi thường dãy giụa, không muốn biết không nên mở ra môn. Ra ngoài hỗ trợ, hắn biết rõ Tiểu Thất tính khí, một khi mở cửa ra, nhất định chuyện xấu, có thể Tiểu Thất một người ở bên ngoài, cũng vô cùng nguy hiểm, Bảo Bảo một mực ôm Chu Giai Hào bắp đùi. Đau khổ cầu khẩn hắn mở cửa, nghĩ một hồi, Chu Giai Hào hay là trở về đến trong trận pháp ngồi xuống, Bảo Bảo đứng tại chỗ một hồi, sau đó từ từ đi tới trước cửa gỗ. Muốn đưa ra tay nhỏ chụp cửa gỗ, có thể Bảo Bảo cuối cùng là quỷ, cửa gỗ không có khả năng không để ý tới không biết, nhưng tiểu tử phi thường kiên trì, bắn ra đi một lần, sau đó lại leo về đi. Như thế lặp đi lặp lại, Chu Giai Hào nhìn đến thẳng tắp lắc đầu, bên ngoài, Tiểu Thất rốt cuộc nhìn thấu Âm Dương Sư tại sao biến thành bộ dáng này. Hắn thật giống như đem Quỷ Anh một bộ phận quỷ khí hút tới rồi trong cơ thể mình, sau đó áp chế một cách cưỡng ép, một khi quỷ khí tiết lộ ra ngoài, biến thành bây giờ bộ dáng này. Một phút thời gian, Âm Dương Sư hoàn toàn biến thành một bộ khung xương trắng tử, xương lên còn dính thịt thối giữa, nhìn đến Tiểu Thất thẳng muốn ói. Tiểu Thất cũng không biết mình có nên hay không cảm tạ Âm Dương Sư, hắn hút xuống Quỷ Anh quỷ khí, Quỷ Anh thực lực tự nhiên hạ xuống, ngay sau đó mới không dám tùy tiện xuất thủ. Âm Dương Sư theo một người biến thành một cái quái vật thực lực mặc dù tăng cường, nhưng đối với Tiểu Thất mà nói, lại càng thêm dễ dàng đối phó.
Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 540, nàng tới tiểu thất nhìn âm dương sư liếc mắt, từ tốn nói, thay đổi song thân không có, tiểu gia rất bận, âm dương sư cười quái dị một tiếng. Bạch cốt thủ trào hướng tiểu thất chộp tới, tiểu thất cười lạnh một tiếng, long tuyền kiếm chém bổ xuống, trực tiếp vào âm dương sư một cái cánh tay chém xuống trên mặt đất. Hắn một mặt không tưởng tượng nổi, tiểu thất khẽ cười một tiếng, làm nửa ngày, nhỏ như vậy thực lực thật là lãng phí tiểu gia thời gian, nói xong, tiểu thất rung cổ tay, kéo ra kiếm hoa. Qua trong giây lát, đem âm dương sư chém thành một nhóm bể xương, một cước đem đầu khô lâu dẫm đạp vỡ, phun một bãi nước miếng, ánh mắt rơi ở trên người quỷ anh, đạo tiểu quỷ. Tiểu gia cũng không phải lạm sát người, mặc dù ngươi và ta làm qua đúng nhưng dù sao cũng là bị người xúi dục, ta hôm nay lòng từ bi, tha cho ngươi một mạng. Đàng hoàng đi địa phủ đầu thai, tiểu thất nói không sai, quỷ anh mặc dù đối nghịch với bọn họ rồi, nhưng dù sao cũng là chịu âm dương sư xúi dục, hơn nữa, hắn sinh ra rất thê thảm, nói thật. Nếu như quỷ anh giết qua người, tiểu thất nhất định sẽ không tha hắn, nhưng hắn chung quy chưa từng giết người, chỉ là đả thương tiểu thất cũng không thù dai. Dù sao bình thường bị thương, quỷ anh hai mắt màu đen nhìn chằm chằm tiểu thất nhìn một lúc lâu, mới vừa gật gật đầu, thấy vậy, tiểu thất hít sâu một hơi, xuất ra chiêu hồn túi. Đem quỷ anh thu vào, quỷ anh thực lực yếu bớt, hẳn không có thể phá chiêu hồn túi đi, kẹp ra một đạo linh phù, ném ở âm dương sư hài cốt lên, ngọn lửa tăng lên mà lên, tiểu thất đem cửa gỗ mở ra. Vừa vặn nhìn thấy bảo bảo ngồi dưới đất, tiểu tử một mặt khổ sở, tiểu thất khom người đem bảo bảo bế lên, nhẹ giọng nói, bảo bảo thế nào? Có phải là hắn hay không khi dễ ngươi, nước mắt tại bảo bảo hốc mắt lờn vờn, tiểu tử đột nhiên nằm ở tiểu thất bả vai, thương tâm khóc, tiểu thất vỗ bảo bảo sau lưng, an ủi hắn. Đi vào phòng ngầm dưới đất, đóng cửa lại, nhìn Chu Giai Hào đạo, tiểu sư thúc, có phải là ngươi hay không khi dễ bảo bảo, oan uổng a, tên tiểu tử này là nghĩ thấy ngươi. Có thể lại mở cửa không ra, sau đó liền mất hứng, nghe được Chu Giai Hào mà nói, tiểu thất khẽ thở dài một cái, nghiêng đầu nhìn bảo bảo hỏi nhỏ. Bảo bảo hắn thật không có khi dễ ngươi sao, bảo bảo muốn ca ca mang theo bảo bảo ra ngoài. Không ở nơi này rồi, tiểu tử lúc này mới cao hứng, ngồi ở tiểu thất bả vai. Hai cái tay nhỏ ôm tiểu thất đầu, rất sợ tiểu thất chạy, tiểu thất cười một tiếng, nhìn Chu Giai Hào đạo, tiểu sư thúc kia một mình ngươi thủ tại chỗ này rồi, ai, thật là số khổ, đúng rồi. Bên ngoài tình huống thế nào, không được lục sử mang theo hơn mấy ngàn âm binh quỷ tướng tới, tình cảnh phi thường hỗn loạn, Chu Giai Hào gật đầu một cái. Kia quỷ anh cùng âm dương sư ngươi là giải quyết như thế nào xuống, âm dương sư chính mình muốn chết rớt, về phần quỷ anh bị ta thu tại chiêu hồn bên trong túi. Có thời gian đưa hắn xuống địa phủ, hắn là đông doanh quỷ, địa phủ có thể hay không thu, tiểu thất sững sờ, quên vụ này, bất quá suy nghĩ một chút. Dù sao dáng dấp cùng hoa hạ người không sai biệt lắm, địa phủ hẳn sẽ thu, nếu như địa phủ không thu tiểu thất cũng không có cách nào, được rồi, không nói những thứ này, ta đi ra ngoài trước. Đúng rồi, tiểu sư thúc, Long Hổ Sơn ngũ lôi trấn thiên kỳ ở chỗ này của ta, cái gì, ngũ lôi trấn thiên kỳ, đúng, chẳng lẽ sư phụ ta tới, tiểu thất lắc đầu một cái, cười nói. Ngũ lôi trấn thiên kỳ là đế nữ theo thầy thúc tổ trong tay giành được, bây giờ cho ta mượn dùng, chờ dùng hết rồi, sẽ trả cho ngươi, Chu Giai Hào đào cặp mắt trắng dã, đến trong tay ngươi rồi. Còn có thể trả lại cho ta sao, ngươi đây là lời gì, không phải ta đồ vật ta sẽ không muốn, Chu Giai Hào khinh bỉ nhìn tiểu thất liếc mắt. Ngươi nói đế nữ nhưng là thượng cổ thiên tôn hoàng đế con gái, cũng chính là nữ bạt, chính là nàng, ta cho ngươi biết, nàng tu vi quả thực nghịch thiên, một chọi ba, vậy mà không hề yếu. Hơn nữa, mấy giây thời gian, liền đem lục sử quật ngược rồi, Chu Giai Hào bịt lấy lỗ tai, thúc giục ngươi đi nhanh lên, không nên kích thích ta, tiểu thất cười một tiếng.
để cho Chu Giai Hào một cái thích tham gia náo nhiệt người ở lại đây, nhưng là làm khó hắn, bất quá, cũng không có cách nào, nơi này trận pháp chỉ có tiểu thất cùng hắn có thể đủ khởi động. Nhưng tiểu thất chính mình còn muốn ở phía trên hỗ trợ, ra phòng ngầm dưới đất, đóng cửa lại, rất nhanh đi ra kinh thành 81 số, dương mắt nhìn, âm binh quỷ tướng đã chết hơn phân nửa. Mà Hoàng Nguyên chân nhân trời chính liên thủ đối phó quỷ Nam Vương, tiểu thất nghiêng đầu nhìn Hoa Thanh đạo, Hoa lão, quỷ nữ vương đi nơi nào, Hoa Thanh mặt nở nụ cười, quỷ nữ vương chơi xong. Bị Hoàng Nguyên chân nhân đánh hồn phi phách tán. Không sai, thật không tệ, rốt cuộc tiêu diệt một cái quỷ vương rồi, tiểu thất nhìn một cái, cũng không thấy lục sử thân ảnh, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện lục sử cũng ở giữa không trung. Dựa vào hậu khanh cùng doanh câu, ngăn cản tiểu lục thế công, hiên viên mị thực lực xác thực mạnh ngoại hạng, hậu khanh doanh câu không chiếm được một điểm tiện nghi. Tiểu lục cùng hiên viên mị liên thủ đối phó hậu khanh ba cái, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể lưu lại một cái, càng trên cao một điểm, chính là ma linh cùng tiên y chiến trường. Hai cái bây giờ cũng không có phân ra thắng bại, càng đánh thanh thế càng lớn, người khác thấy được, nói không chừng cho là nơi này xuất hiện người ngoài hành tinh đây, tiểu thất dướn cổ lên. Muốn xem được càng thêm rõ ràng một ít, tựu tại lúc này, một vệt bóng đen từ trên trời hạ xuống, đem mặt đất đập ra một kẽ hở, tiểu thất hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lấy lại bình tĩnh, cúi đầu vừa nhìn, trên đất lại là lục sử, tiểu thất hài lòng cười, thật là trên trời rớt nhân bánh chuyện tốt, long tuyền ra khỏi vỏ, không nói hai lời. Hướng về phía lục sử vung chém mà đi, lục sử tựa hồ bị giam lại, không thể động đậy, ánh mắt hơi lộ ra sợ hãi nhìn chằm chằm tiểu thất chém bổ xuống long tuyền kiếm, đột nhiên. Lục sử hét lớn một tiếng, xin chủ nhân cứu ta, xin chủ nhân cứu ta, giờ phút này, long tuyền kiếm phong đã tới lục sử nơi cổ, cần phải đem lục sử đầu chém xuống. Có thể tiểu thất còn chưa kịp cao hứng, long tuyền kiếm lại bị một cái tay nắm, mạnh mẽ ngẩng đầu, thấy được tại tiểu thất trong lòng lưu lại ám ảnh hắc quần nữ tử, phanh. Tiểu thất thân thể khỏe mạnh giống như đạn đại bác bình thường bắn ngược mà ra, đập ầm ầm ở trên vách tường, trơn nhẵn rơi trên mặt đất, cái miệng phun ra một ngụm máu tươi, sư phụ. Tiểu thất khoát tay một cái, tỏ ý chính mình không việc gì, hít sâu mấy hơi, ngực cuối cùng không có nặng như vậy buồn bực, trần thần đem tiểu thất đỡ lên. Tiểu thất hô to một tiếng, toàn bộ lui về, giới sắc hòa thượng bọn họ lấy tiểu thất như thiên lôi sai đâu đánh đó, Hoàng Nguyên chân nhân bọn họ mặc dù có chỗ không cam lòng. Nhưng trong chuyện này, chung quy tiểu thất chủ đạo, đại gia tụ lại lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm cách đó không xa không thấy rõ mặt mũi hắc quần nữ tử, phút chốc. Mã tiểu tiểu trầm giọng nói, tiểu thất nàng là người nào, lục sử hậu khanh bọn họ chủ nhân, cũng là chúng ta tương lai đối thủ một mất một còn, cô gái này thực lực mạnh đến đáng sợ. Chúng ta ai cũng không phải là đối thủ, ma linh gật đầu một cái, tiểu thất nói không sai, trừ phi đạt tới thiên vị đạo hạnh, nếu không không có một chút phần thắng, thiên vị, này. Nói dễ vậy sao, chúng ta làm sao bây giờ, nghe vậy, tiểu thất từ tốn nói, nàng cũng sẽ không động thủ, chỉ là tới đưa bọn họ cứu đi, lục sử hậu khanh đối với nàng mà nói. Vô cùng trọng yếu. Không thể tùy tiện xảy ra chuyện, vậy thì tốt, nàng nếu là động thủ, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, lúc này, hắc quần nữ tử nghiêng đầu nhìn tiểu thất từ tốn nói. Sư huynh, các ngươi thời gian không nhiều lắm, ta tại thần ma chi hải chờ ngươi, nói xong, bàn tay nàng vung lên, âm binh quỷ tướng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây khôi phục lại bình tĩnh, loại trừ trên đất nhiều chút vết máu cùng kẽ hở, không có mảy may những dấu vết khác.
Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 541, ba trận Tề Động lần này đại chiến những người khác không có bị thương, phải nói bị thương, cũng liền Tiểu Thất chịu rồi một chút thương nhỏ. Thu hoạch cũng là rất lớn, trừ mất một cái quỷ nữ vương, tình cảnh lâm vào trong an tĩnh, hồi lâu, Ma Linh nhẹ giọng nói, ta rời đi trước, nếu như có chuyện. Ta sẽ tới thông báo các ngươi, Tiểu Thất gật đầu một cái, vậy ngươi cẩn thận một chút, ngươi có thể yên tâm, nói xong, Ma Linh thân hình liền biến mất không thấy gì nữa. Hiên Viên Mị vỗ một cái Tiểu Thất bả vai, đạo ta cũng đi, về phần này mặt lá cờ, ngươi đem hắn trả lại cho lão đầu kia, còn có A, giúp ta chăm sóc kỹ tộc nhân, nếu là hắn xảy ra chuyện. Ta tuyệt không tha cho ngươi, đại tỷ, ngươi chính là tha cho ta đi, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, nếu là hắn xảy ra chuyện, ta còn có thể an hảo chứ, cũng là. Dù sao ngươi xem đó mà làm, Tiểu Thất gật đầu một cái, lần này nhờ có ngươi đã đến rồi, bằng không chúng ta còn không biết làm sao bây giờ, bất quá. Ta một mực có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi, ngươi hỏi đi, Hậu Khanh bọn họ cũng là tứ đại cương thi thủy tổ, là cái gì cũng không phải đối thủ của ngươi, Hiên Viên Mị cười một tiếng. Nhẹ giọng nói, ta là ai, phụ thân ta là người nào, nói xong, vị đại tỷ này đất bằng mà lên, lưu lại Tiểu Thất bọn họ ngây tại chỗ, phút chốc Tiểu Thất mới nói, được rồi. Đi vào nghỉ ngơi một hồi, chờ chút liền đến phòng ngầm dưới đất đi, chuẩn bị thu thập quỷ không đầu vương, Tiểu Hữu, thân thể ngươi chịu nổi sao, Tiểu Thất khoát khoát tay. Không sao, đoàn người tiến vào kinh thành 81 số, ngồi trên chiếu, Tiểu Thất lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, đã 11 giờ hơn 30. Khoảng cách 12 giờ còn có hai vài chục phút, đưa điện thoại di động thả lại trong túi, đạo, Hoa lão, ta cho ngươi chuẩn bị đèn cường quang đây, đều chuẩn bị xong. Liền để ở nơi đây, Hoa Thanh chỉ một xó xỉnh nói, Tiểu Thất gật đầu một cái, ngươi mang vài người đi đem đèn cường quang mạnh khỏe, đến lúc đó ta cho các ngươi mở ra thời điểm. Các ngươi liền đem đèn cường quang mở ra, chúng ta cái này thì đi, nói xong, Hoa Thanh mang theo Trần Thần cùng với hai cái đồ tôn đi rồi phòng ngầm dưới đất nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiểu Thất nói với Thiên Cơ Tử rồi mấy câu nói, để cho hắn đi xuống nhìn một chút trận pháp còn có vấn đề hay không, đi tới phòng ngầm dưới đất thấy Hoa Thanh bọn họ đang ở ăn đèn cường quang. Cũng không xài bao nhiêu lực khí, chỉ là kéo dây điện đi xuống, đem đèn cường quang mạnh khỏe, Tiểu Thất để cho Trần Thần đi mời đại gia đi xuống. Hoàng Nguyên chân nhân tại trận pháp ở giữa đi lại, sau khi xem xong, hắn không khỏi khen ngợi một tiếng, Mao Sơn có ngươi như vậy đệ tử, thật là Mao Sơn chi phúc a, sư phụ. Ngươi có ý gì, Úy Mơ nghe được Hoàng Nguyên chân nhân mà nói, chất vấn, Hoàng Nguyên chân nhân nghiêng đầu nhìn đến Úy Mơ thở phì phò nhìn mình chằm chằm, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Quên đồ đệ mình ở bên người, gấp vội vàng an ủi, đồ nhi ta nói là lời xã giao, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên, Tiểu Thất bất đắc dĩ cười một tiếng. Lão đầu này có lẽ thật tại rừng sâu núi thẳm đợi quá lâu đi, trong tay cầm điện thoại di động, ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động thời gian, làm đến 11 giờ 59 lúc. Tiểu Thất đạo, Hòa Thượng, chúng ta đi mở ra phong ấn đi, đúng rồi, các ngươi đều tránh ra một ít ngay tại Tiểu Thất hai người vừa muốn đi tới thời điểm. Chu Giai Hào đi tới Tiểu Thất bên người, trầm giọng nói, Tiểu Sư Điệt ngươi không cần nhớ một người tiến vào trong trận pháp, Tiểu Thất kỳ quái nhìn hắn một cái, trong lòng cũng là nghi ngờ. Hắn làm sao biết, Chu Giai Hào nhìn Bảo Bảo liếc mắt thấy màn này, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Tiểu Tử liếc mắt, đạo, Bảo Bảo là ngươi nói cho hắn biết, ca ca, Bảo Bảo biết lỗi rồi. Là hắn uy hiếp ta, Tiểu Tử vội vàng giải thích, Tiểu Thất sờ một cái Bảo Bảo đầu, đạo, không việc gì, ca ca biết rõ ngươi vì tốt cho ta, Tiểu Thất cùng giới sắc hòa thượng đi tới phong ấn miệng. Đồng thời ngồi xổm xuống, cắn bể ngón tay mình, máu tươi nhỏ tại phong ấn lên, ngay sau đó thật nhanh biến ảo ấn pháp, phút chốc, phong ấn giải khai, Tiểu Thất hướng về sau phất phất tay.
tỏ ý Hoa Thanh đem đèn cường quang mở ra, nhức mắt bạch quang tập trung chụp tới, lui, hai người lui về phía sau vội vàng lui về phía sau, cùng mọi người hội họp. Một trận kim quang bạo phát ra, ngay sau đó mà tới là một cỗ mãnh liệt âm phong thổi đi ra, tất cả mọi người là đánh tới run run, cũng may lúc trước kiến thức qua cảnh tượng hoành tráng. Cũng không có như vậy kinh hãi, phủ đầy bụi hơn 20 năm quỷ huyệt, vào giờ khắc này, rốt cuộc mở ra, ngàn năm oan hồn, cũng phải đi ra. Tiểu Thất hít sâu một hơi, nói với Chu Giai Hào. Tiểu sư thúc, chuẩn bị khởi động trận pháp. Chu Giai Hào gật đầu một cái, âm khí càng ngày càng nặng, bất quá có đèn cường quang soi, Tiểu Thất bọn họ có thể thấy rõ phong ấn miệng tình huống, Hoàng Nguyên chân nhân hài lòng gật đầu một cái. Đối với Tiểu Thất càng thêm thưởng thức, làm việc rất có cách thức, an bài rất tốt, tựu tại lúc này, một trận tiếng huyên náo thanh âm theo phong ấn ra truyền ra, vừa nói vừa cười, có khóc có kêu. Nghe vào ít nhất có hơn ngàn cái thanh âm, hết lần này tới lần khác phòng ngầm dưới đất khép kín, thanh âm không cách nào khoách tán ra, quỷ kêu âm thanh vọng về ở bên tai. Kích thích mọi người thần kinh, cũng may tại chỗ đều không là người bình thường, dù vậy, úy mơ bọn họ những thứ này dân gian chuyện lạ cục tiểu bối, như cũ cảm giác sợ hãi. Thấy theo phong ấn miệng bò ra ngoài quỷ vật, Tiểu Thất trầm giọng nói, mở trận, Chu Giai Hào bước ra một bước, cùng Tiểu Thất cùng biến ảo ấn pháp, ba trận tề động. Như vậy thanh thế cũng là không nhỏ, rất nhanh, một trận tiếng quỷ khóc sói chu thanh âm chung, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết dập dờn mà ra, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần. Mọi người cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, phòng ấn miệng bò ra ngoài quỷ không ngừng hướng đại gia bò qua tới, nhưng tiến vào trong trận pháp sau, rất nhanh thì hồn phi phách tán. Những quỷ này đều là con chốt thí, đoán chừng là quỷ không đầu vương dùng để dò xét bên ngoài có hay không nguy hiểm, tám phong nhiếp tâm trận, ngũ tuyệt chém yêu trận, hai trận hợp nhất. Lực sát thương không phải bình thường lớn, Tiểu Thất nhìn lướt qua, ngay sau đó nói, ta quên nói cho các ngươi biết, ở phía dưới này, tồn tại một cái âm, mạch cái gì đó. Tiểu Thất lời còn chưa nói hết, Hoàng Nguyên chân nhân bọn họ đều là há to mồm, một bộ khiếp sợ dáng vẻ, thấy vậy, Tiểu Thất bất đắc dĩ nói, ta lời còn chưa nói hết. Các ngươi kích động cái gì sao nha, còn có cái gì, ngươi nói mau, Tiểu Thất gật đầu một cái, chậm rãi nói, ban đầu người cao nhân kia ở chỗ này bày ra một cái trận pháp. Có khả năng hấp thu âm khí, trận pháp nghịch chuyển, có khả năng hóa giải quỷ vật oán khí, cho nên, những quỷ này vật thực lực so với bọn họ bị phong ấn thời điểm. Khả năng còn muốn yếu chút, quỷ không đầu vương cũng là như vậy. Không sai biệt lắm, thế nhưng quỷ không đầu vương thực lực rất mạnh, cho dù bị suy yếu. Cũng sẽ không yếu hơn bao nhiêu, Hoàng Nguyên chân nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tiểu Hữu, ngươi nói chuyện thật là dọa người, Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã. Là ngươi chính mình không có nghe toàn mà thôi, còn trách lên ta tới rồi, lão đầu này hơi có chút lúng túng, thánh vị đạo hạnh nghe được dưới đất có âm, mạch vậy mà giật mình thành bộ dáng này. Nếu để cho những cao nhân khác gặp được, không chừng muốn cười mà nói hắn, trận pháp sát phạt rất nhiều quỷ vật cơ bản liền tám phong nhiếp tâm trận cửa thứ nhất cũng không qua, cho tới bây giờ. Theo phong ấn miệng ra tới quỷ vật, liền kinh môn đều không cách nào xông qua, càng không cần phải nói sau đó cảnh môn, đóng cửa tử môn rồi. Từng tiếng kêu thảm thiết vang dội tại mọi người bên tai, trận pháp vô tình rào sát lấy một cái lại một con quỷ, bọn họ có lẽ không nghĩ tới, bị phong ấn vài chục năm, đi ra thời khác. Dĩ nhiên cũng làm hồn phi phách tán. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 542, Lưu Phu Nhân từng đợt tiếp theo từng đợt quỷ vật bò ra, bộ dáng cũng càng ngày càng kinh khủng, thực lực cũng càng thêm mạnh dù là như vậy. Như cũ không cách nào đột phá tám phong nhiếp tâm trận đóng cửa,
không có đến đóng cửa, liền không cách nào tiến vào ngũ tuyệt chém yêu trận, vì vậy. Cho tới bây giờ ngũ tuyệt chém yêu trận đều là một mình vận chuyển, không có tiêu diệt một cái quỷ vật tiểu hữu, tiếp tục như vậy. Còn bao lâu nữa mới có thể san bằng quỷ huyệt? Nghe được Hoàng Nguyên chân nhân mà nói, tiểu thất lắc đầu một cái, đạo ta cũng không rõ ràng, bất quá các ngươi bây giờ cũng có thể điều tước. Chờ lợi hại quỷ vật đi ra, tốt lắm, chúng ta sẽ chờ, theo thời gian đưa đẩy, quỷ vật càng ngày càng nhiều, tiến vào trong trận pháp, hoàn toàn chính là không để ý sống chết. Từng đợt tiếp theo từng đợt tiến vào trận pháp, cũng có rất nhiều quỷ vật còn sống tới ngũ tuyệt chém yêu trận, tiến vào ngũ tuyệt chém yêu trận còn sống quỷ vật, trạm kế tiếp chính là tử môn. Tại hạ vừa đứng vẫn là tử môn, tiểu thất cố ý đem tử môn an bài chung một chỗ, đánh những quỷ này vật một trở tay không kịp, đoán chừng đi qua hơn một tiếng. Trận pháp đã bị âm khí ăn mòn không sai biệt lắm, kiên trì không được bao lâu, tiểu thất nhìn trận pháp liếc mắt ngay sau đó để cho Trần Thần đem Lưu phu nhân hài cốt lấy tới. Tiểu thất đem Lưu phu nhân hài cốt để dưới đất, kẹp ra mấy đạo linh phù dán tại hài cốt cái trán, ngực, bàn tay cùng với trên mặt bàn chân, xuất ra thiên bút, chấm một điểm cây đào máu tươi. Tại linh phù phía trên một điểm, ngay sau đó bấm chỉ quyết, bắt đầu làm phép, Lưu phu nhân hài cốt dần dần bắt đầu tản mát ra ánh sáng, Úy Mơ thấy đến màn này, nhỏ tiếng hỏi sư phụ mình, sư phụ. Hắn đang làm gì vậy, hắn tại chiêu hài cốt hồn phách, ta muốn này bộ hài cốt chủ nhân, là đối phó quỷ không đầu vương cực kỳ trọng yếu một điểm, Hoàng Nguyên chân nhân nhẹ giọng nói. Như vậy cũng có thể chiêu hồn phách, tại sao ta không có học ngươi cả ngày cùng ở bên cạnh ta, gặp phải cũng đều như nhau tiểu quỷ, còn cần phải những thứ này. Ngươi nên hướng bọn họ học tập một hồi, ra ngoài lịch luyện, so sánh một chút, ngươi liền biết rõ mình có bao nhiêu không đủ, đối thủ của bọn họ. Từng cái cũng có thể trấn nhiếp rất nhiều người trong huyền môn, liền lấy lần này quỷ không đầu vương mà nói, này chủ lợi hại cấp bách từng nhiều lần nhập địa phủ. Cướp đoạt thủ hạ hồn phách, nghe xong Hoàng Nguyên chân nhân mà nói, Úy Mơ mất hứng bĩu môi, ta mới là ngươi học trò có được hay không, ta biết ngươi là đồ đệ của ta, cho nên. Ta mới như vậy khổ tâm nói cho ngươi biết những thứ này, há, đồ nhi biết, mọi người đều là không chớp mắt nhìn tiểu thất làm phép, thậm chí quên nhìn chằm chằm trận pháp. Tại hài cốt ánh sáng hoàn toàn đem hài cốt bao phủ lúc tiểu thất cắn bể ngón tay mình, máu tươi nhỏ tại hài cốt mi tâm, cùng cây đào máu hòa hợp, cây đào dù sao cũng là cây đào. Mặc dù hút Lưu tướng quân thi khí, nhưng Lưu phu nhân chưa chắc sẽ tin tưởng, cho nên, tiểu thất mới nhỏ lên chính mình huyết, dùng giả thay thật mau sơn sát quỷ lệnh bên trong. Có một chiêu đặc biệt chiêu hồn đạo thuật, được đặt tên là chiêu hồn khiến, một chiêu này không giống cái khác chiêu số như vậy, khí sát phạt 10 phần, ngược lại cực kỳ ôn hòa. Tiểu thất cho tới bây giờ không có thi triển qua, tiểu thất thật nhanh bấm chỉ quyết, ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm Lưu phu nhân hài cốt, từ Lưu phu nhân hài cốt bị âm khí bao phủ. Âm khí càng ngày càng nặng, tiểu thất trên mặt nhưng là treo nụ cười, tự tại lúc này, âm khí đột nhiên tản đi, không chỉ có như thế, Lưu phu nhân hài cốt trực tiếp biến thành bột phấn. Tiểu thất hơi đỏ mặt, cái miệng phun ra một ngụm máu tươi, tiểu hữu, ngươi không sao chứ, tiểu thất lau miệng, đứng dậy, nhìn chằm chằm trên đất biến thành bột phấn hài cốt. Trên mặt không có bất kỳ biểu tình, hồi lâu, hắn trầm giọng nói, chờ một chút không nên để lại tình, toàn bộ giết chết tiểu thất, đã xảy ra chuyện gì, giới sắc hòa thượng nghi hoặc vấn đạo. Tiểu thất chỉ trên đất bột màu trắng, từ tốn nói, ta vốn là đã phải đem Lưu phu nhân hồn phách chiêu xuất tới, thật không nghĩ đến có quỷ nửa đường can thiệp thiếu chút nữa bị cắn trả. Quỷ huyệt bên trong, có năng lực như vậy, chỉ có quỷ không đầu vương, hơn nữa ta còn nhận ra được Lưu phu nhân hồn phách bị trói buộc lại rồi, làm sao có thể. Lưu tướng quân cùng hắn phu nhân không phải phi thường ân ái sao, tiểu thất khẽ cười một tiếng, Lưu tướng quân chết oan sau đó, chỉ biết giết chóc.
hắn đi tìm kiếm mình phu nhân và thủ hạ hồn phách, có lẽ là bởi vì đáy lòng có một màn rung động, ta đều nghe ngươi, tiểu thất gật đầu một cái, nguyên bản ta biết rồi Lưu tướng quân cố sự sao. Trong lòng nổi lên lòng trắc ẩn, có thể bây giờ không có, hắn phải chết, nếu như không chết, tất thành đại họa. Tiểu hữu, chiếu ngươi nói như vậy, quỷ không đầu Vương Lệ Hại cấp bách a, chân nhân yên tâm, chúng ta đủ để đối phó hắn, thực lực của hắn bị trận pháp suy yếu một ít. Nhất định sẽ tìm kiếm chính mình thân thể, mà ta tại thân thể trung động tay chân, chỉ cần hắn hồn phách dám vào thịt thân, vĩnh viễn cũng không ra được, tiểu thất nhẹ giọng nói. Nhưng này dạng đi xuống, thực lực của hắn không phải mạnh hơn sao, Hoàng Nguyên chân nhân bên cạnh Úy Mơ đột nhiên nói một câu, tiểu thất nhìn nàng một cái, không nói gì. Hoàng Nguyên chân nhân giải thích nói, vốn là loại trình độ này quỷ vương, một khi thân thể cùng hồn phách hợp nhất, thực lực sẽ nâng cao một bước, bất quá, người suy nghĩ một chút. Tiểu hữu nếu dám đem thi thể bày biện ở chính giữa, khẳng định đã làm xong chuẩn bị, không sai, ta phong bế thân thể 108 nơi đại huyệt. 108 nơi đại huyệt chỗ cắm ngân châm, toàn bộ đi qua ta đặc thù xử lý, có khả năng hấp thu âm khí cùng thi khí, một khi hồn thi hợp nhất. Thực lực của hắn chỉ càng ngày sẽ càng yếu, ta thật là càng ngày càng hâm mộ Mao Sơn rồi, tựu tại lúc này, trận pháp xuất hiện vang động, mọi người vội vàng nhìn. Thấy một người đàn bà theo quỷ huyệt bên trong bò ra tiến vào tám phong nhiếp tâm trong trận, thấy đàn bà này bộ dáng, tiểu thất cùng giới sắc hòa thượng hai mắt nhìn nhau một cái. Lại là Lưu phu nhân, tiểu thất nhướng mày một cái, lúc trước chính mình không cách nào đưa tới Lưu phu nhân hồn phách, có thể bây giờ lại chính mình đi ra, chuyện này ý vị sâu xa. Lưu phu nhân hồn phách tiến vào tám phong nhiếp tâm trong trận, liên chiến liên tiệp, ngắn ngủi mấy phút, đột phá đến chỗ thứ nhất tử môn, tiểu thất càng ngày càng nghi ngờ. Lưu phu nhân thực lực thế nào sẽ mạnh như vậy, trong thoáng chốc, tiểu thất nghĩ tới điều gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trong trận pháp, lúc này, Lưu phu nhân đã xông qua đạo thứ nhất tử môn. Tiến vào đạo thứ hai tử môn, chuẩn bị chiến đấu, nàng không phải Lưu phu nhân, mà là quỷ không đầu vương, nghe được tiểu thất mà nói, mọi người vô cùng khiếp sợ, tiểu thất giải thích nói. Lưu tướng quân đem chính mình phu nhân hồn phách hút vào rồi trong cơ thể mình, cho nên, hiện tại hắn chính là song hồn nhất thể, hắn có thể đủ biến thành hắn phu nhân bộ dáng. Mê muội chúng ta, thật là ác độc oanh, Lưu phu nhân không chỉ có đột phá tử môn, hơn nữa nhất cử đem trận pháp phá hư, trận pháp vừa vỡ, quỷ khí phân tán bốn phía. Làm người phi thường khó chịu, Lưu phu nhân thành thực đi ra, khoảng cách tiểu thất đám người 5-6 thước địa phương ngừng lại, nàng nhìn tiểu thất đám người. Khóe miệng hiện lên một vệt tà ác nụ cười, không nghĩ đến bản vương cương đi ra, sẽ đưa đến như vậy rất cường đại hồn phách, tiểu thất lạnh rên một tiếng, trực tiếp cắt đứt nàng mà nói. Trầm giọng nói, Lưu tướng quân, ngươi cũng không cần đoá đoá tàng tàng, vẫn là hiện ra nguyên hình đi, đối với ngươi gặp gỡ ta cảm thấy đau lòng, nhưng ngươi nên vì họa nhân gian. Hôm nay chúng ta liền không thể bỏ qua ngươi, ha ha, đau lòng, người nào không đau lòng, nàng cuồng loạn hét lớn một tiếng, thanh âm tự nam tự nữ, cực kỳ chói tai. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 543, hồn thi hợp nhất này khó nghe cực kỳ thanh âm, đau nhói mỗi một người thần kinh, mấy người đều là ôm đầu kêu đau đớn, giới sắc hòa thượng cùng nhất đăng đại sư. Cơ hồ là trong cùng một lúc hô lên A-di-đà Phật này Phật âm du dương thâm sâu, cùng kia tự nam tự nữ thanh âm, ở trên hư không đụng nhau, có câu nói này kéo dài, Lưu phu nhân mở miệng trước. Cho nên, khi nàng thanh âm sau khi biến mất, Phật âm còn trong lòng đất phòng dập dờn, đứng ở Lưu phu nhân sau lưng quỷ vật nghe được cái này Phật âm, cũng là ôm đầu kêu thảm thiết. Lưu phu nhân lạnh rên một tiếng, đạo, nếu như các ngươi đàng hoàng để cho ta hút xuống hồn phách, có lẽ sẽ cho các ngươi khá hơn một chút nếu không.
đem bọn ngươi thi thể ngũ mã phân thây. Nghe nói như vậy, mọi người đều là trợn mắt nhìn, Tiểu Thất cười nhạt, đạo, Lưu tướng quân, mà nói cũng không nên nói sớm như vậy. Các ngươi mặc dù người đông thế mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải ăn chay, không tới cuối cùng, ai chết ai sống còn không biết, thật sao? Lưu phu nhân nghiêng đầu quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, đột nhiên gặp được trên đất thi thể, không nghĩ tới các ngươi thậm chí ngay cả ta thi thể tìm khắp tới. Ta là không phải phải cảm ơn các ngươi đây, ai, ngươi chính là hiện ra chính mình nguyên hình đi. Tiểu Thất mới vừa nói xong, Lưu phu nhân liền bị hắc khí bao phủ, đợi hắc khí từ từ tiêu tán. Xuất hiện là một cái quỷ không đầu vương, thấy màn này, Tiểu Thất lông mày nhướng lên, bây giờ nhìn đi tới thuận mắt hơn nhiều, Lưu tướng quân không nói gì, mà là đi về phía trước một bước. Đứng sau lưng Tiểu Thất Tiểu Lục cùng Hoàng Nguyên chân nhân, cũng bước ra một bước, đám đông chặn ở sau lưng, Lưu tướng quân, ngươi và phu nhân ngươi nhưng là thập phần ân ái. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đưa nàng hồn phách hít vào rồi trong cơ thể mình, xem ra trong mắt ngươi đã không có cảm tình có thể nói, nghe nói như vậy, Lưu tướng quân phách lối cười một tiếng. Nữ nhân chết bầm này quá mức dài dòng, vẫn phải chết tốt, động thủ Tiểu Thất vung mạnh tay lên trường, Tiểu Lục cùng Hoàng Nguyên chân nhân lập tức nghênh đón, chặn lại Lưu tướng quân. Lưu tướng quân sau lưng một đám quỷ vật vọt tới, cùng mọi người giết tới cùng nhau, những quỷ này vật đều là Lưu tướng quân đem trận pháp phá sau đó đi ra. Thực lực nên mạnh bao nhiêu chính là mạnh bao nhiêu, một cái quỷ tướng vọt tới Tiểu Thất bên cạnh, Tiểu Thất lông mày nhướng lên, Long Tuyền kiếm vung lên, xuyên thân mà qua, nói thật. Những quỷ này vật còn không có lúc trước Tiểu Thất tiêu diệt xuống âm binh quỷ tướng lợi hại, cho nên, một kiếm một cái, bất quá, một kiếm một cái tốc độ quá chậm. Tiểu Thất xuất ra ngũ lôi chấn thiên kỳ, dùng sức vung vẩy, ngân quang lập lòe, đem xông lên quỷ toàn bộ diệt. Tiểu Thất đem ngũ lôi chấn thiên kỳ ném cho Chu Giai Hào đạo Tiểu Sư Thúc. Người tới, ta đi đối phó Lưu tướng quân, được người chính mình cẩn thận, Chu Giai Hào theo Tiểu Thất trong tay nhận lấy ngũ lôi chấn thiên kỳ nói một câu, Tiểu Thất gật đầu một cái. Giết ra một con đường đến, gia nhập đối phó Lưu tướng quân vòng chiến, Lưu tướng quân thực lực xác thực rất mạnh, tại ba người dưới sự liên thủ không rơi xuống hạ phong, Tiểu Thất cắn chót lưỡi. Một búng máu phun trên Long Tuyền kiếm, ánh sáng màu tím lóe lên nhức mắt, Tiểu Thất giơ cao Long Tuyền kiếm, hét lớn một tiếng, Chu Ma Lệnh, một kiếm bổ vào Lưu tướng quân trên người. Đưa hắn đánh thành hai nửa, một cỗ hắc khí theo Lưu tướng quân trong cơ thể phun ra, có thể cổ quái một màn xuất hiện, bị Tiểu Thất chém thành hai khúc, Lưu tướng quân không có hợp hai thành một. Ngược lại biến thành hai cái, Tiểu Thất giơ kiếm nghênh đón, cùng Lưu tướng quân ngạnh bính mấy chiêu, phát hiện thực lực yếu bớt rất nhiều, Tiểu Thất không khỏi cười một tiếng, xem ra phân thân. Thực lực cũng là sẽ yếu bớt, như vậy, liền phân ra càng nhiều đến đây đi, biết rõ Lưu tướng quân cái nhược điểm này sau đó, Tiểu Thất cùng điên rồi giống nhau, thế công dị thường mãnh liệt. Gặp phải bình thường người điên đều muốn nhượng bộ lui binh, huống chi vẫn là một cái hội võ công người điên, chính là Lưu tướng quân cũng có chút khó chịu, Tiểu Thất thân hình nhất chuyển. Xuất hiện ở Lưu tướng quân sau lưng, Long Tuyền kiếm chém bổ xuống, chia ra làm hai, thực lực lại lần nữa yếu bớt một nửa, Tiểu Thất toét miệng cười một tiếng, ngươi xong rồi. Tiểu gia đã biết ngươi nhược điểm chí mạng ở nơi nào, ban đầu người cao nhân kia bày trận pháp thật là lợi hại, Lưu tướng quân bây giờ hiện ra thực lực. Còn không có ban đầu theo phần mộ đi ra thời điểm cường, cho nên rồi, Tiểu Thất bọn họ thu thập cũng không tính phiền toái sự tình, chính là quỷ huyệt bên trong quỷ, quá nhiều. Chia ra làm hai, hai phân thành bốn, tám phần là 16, từng cái phân phát, Lưu tướng quân thực lực càng ngày càng yếu, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn lúc trước nói đều là nói bậy.
Hoàng Nguyên Chân Nhân cùng Tiểu Lục cũng càng chiến càng hăng, hai người hợp lực đánh tan Lưu tướng quân mười mấy cái phân thân rồi, giống, trong lúc bất chợt. Lưu tướng quân hét lớn một tiếng, một viên màu đen đầu xuất hiện, hắn há to miệng một cái, điên cuồng hút nơi đây quỷ vật thoáng qua ở giữa theo quỷ huyệt bên trong bò ra ngoài quỷ vật. Liền bị hắn hút đi hơn phân nửa, Hoàng Nguyên Chân Nhân rời bước đến Tiểu Thất bên người, nhỏ tiếng hỏi, Tiểu Hữu, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn thế nào đột nhiên có đầu Tiểu Thất đảo cặp mắt trắng dã tiền bối, là hắn thi thể bị ngũ mã phân thây, không phải hồn phách, hắn hồn phách khẳng định tứ chi kiện toàn, đầu cũng ở đây. Chỉ là không hiển hiện ra mà thôi, ngươi cũng biết, như vậy bọn họ mới có thể nhớ trong lòng cừu hận, tu vi cũng sẽ mạnh hơn, ngượng ngùng ha. Tại rừng sâu núi thẳm ở quá lâu, Tiểu Thất bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lão đầu này cũng quá khôi hài, Tiểu Thất nhìn một cái hút hồn phách quanh thân hắc khí quanh quẩn Lưu tướng quân. Bây giờ căn bản không thể đánh chung hắn, chỉ có thể đánh tan quanh người hắn hắc khí, đánh tan sau đó. Không có hai phút lại tụ lại, như thế lặp đi lặp lại, cũng không biết muốn đánh đến khi nào. Tiểu Thất đang cố gắng suy nghĩ biện pháp, hy vọng có thể nhất cử đánh tan hắc khí, muốn a muốn, nghĩ đến mấy phút, rốt cuộc nghĩ tới, xuất ra linh phù, hướng Long Tuyền kiếm lên dán một cái. Máu tươi vẩy một cái, thần chú vừa nghĩ, nơi đây nhiệt độ tăng vọt, rung cổ tay, Long Tuyền kiếm chiếu Lưu tướng quân tim hung mãnh đâm mà đi, Lưu tướng quân thấy đâm tới Long Tuyền kiếm. Thật nhanh hướng về sau thối lui, hắn không phải sợ Long Tuyền kiếm, mà là sợ thân kiếm phần thiên lửa, Bảo Bảo, Tiểu Thất kêu một tiếng, đang ở phía sau đối phó quỷ vật Bảo Bảo nghe. Nhảy tới Tiểu Thất trên bả vai, ca ca, gọi ta làm gì, Tiểu Thất chép miệng, tiểu tử lập tức lĩnh hội Tiểu Thất ý tứ tung người một cái, theo Lưu tướng quân trên đầu bay qua. Đến phía sau hắn, tay nhỏ đánh một cái, Lưu tướng quân thân hình mạnh mẽ bỗng nhiên, cũng chính là nhanh như vậy, thiêu đốt hừng hực lớn hỏa Long Tuyền kiếm, đi vào Lưu tướng quân trong thân thể. A, Lưu tướng quân kêu thảm một tiếng, còn lại quỷ vật đều là dừng bước, quay đầu nhìn về phía bên này, thừa thắng truy kích, linh phù dây dưa chỉ, một chỉ đâm ra. Diệt hồn lệnh, Lưu tướng quân quanh thân hắc khí tản ra, Hoàng Nguyên Chân Nhân cùng Tiểu Lục triển khai càng thêm mãnh liệt thế công, đánh Lưu tướng quân liên tục bại lui. Bảo Bảo nhảy tới Tiểu Thất bả vai, vung tay nhỏ nói, ca ca, Bảo Bảo lợi hại sao, Tiểu Thất sờ một cái tiểu tử đầu, Bảo Bảo thật là lợi hại, tiểu tử cao hứng cười một tiếng. Tiếp lấy đi đối phó cái khác quỷ đi rồi, Lưu tướng quân càng lùi càng xa, nhưng cách hắn thân thể càng ngày càng gần. Cũng không biết Tiểu Lục hai người là không phải cố ý đưa hắn hướng thân thể bên kia đánh, Lưu tướng quân hồn phách tiến vào thân thể sau đó, chính là hắn tử ký. Mao Sơn sát quỷ lệnh chương 544, hồn thi hợp nhất 2, muốn đem Lưu tướng quân chạy tới tử lộ đi tới, cũng không phải dễ dàng như vậy, hắn khẳng định minh bạch thi thể có bẫy, cho nên... Không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng hồn thi hợp nhất, không hợp sẽ không hợp thôi, như vậy đánh xuống, tiêu diệt hắn chỉ là vấn đề thời gian, Tiểu Thất đi tới quỷ huyệt bên cạnh. Hướng bên trong nhìn, đen thùi một mảnh, đi ra ngoài bò quỷ vật càng ngày càng ít, bò ra ngoài quỷ vật có hàng ngàn con, nhưng không có hàng vạn con. Đoán chừng là những quỷ này tại quỷ huyệt bên trong tỷ đấu, người nào thua sẽ bị cắn nuốt hết, thật là giúp đại mang, kẹp ra một đạo linh phù, đọc xong chú ngữ, hướng trong hầm ném một cái. Bên trong quỷ vật nhất thời cao hứng, không phải cao hứng, mà là thương tâm phải nghĩ khóc, linh phù ném xuống sau đó, Tiểu Thất gọn gàng đem quỷ huyệt mở miệng phong ấn, tét miệng cười một tiếng. Tự các ngươi ở bên trong từ từ chơi đùa đi, Long Tuyền kiếm đưa ngang một cái, hỗ trợ đem còn thừa lại quỷ vật toàn bộ diệt trừ sạch sẽ, Lưu tướng quân thấy Tiểu Thất làm việc. Vậy kêu là một cái sinh khí a, muốn đến cho Tiểu Thất một bài học cũng không biện pháp thoát khỏi Tiểu Lục hai người, Chu Giai Hào vung vẩy ngũ lôi chấn thiên kỳ.
quỷ vật căn bản không dám gần hắn thân, quả thực lợi hại đến bạo, những người khác liền tránh sau lưng hắn, né tránh quỷ vật, tiểu thất vọt tới Chu Giai Hào bên cạnh. Một cái theo trong tay hắn đoạt lấy ngũ lôi chấn thiên kỳ, Chu Giai Hào đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó khó chịu nói, tiểu sư điệt. Ngươi làm gì vậy, cướp đi ngũ lôi chấn thiên kỳ, tiểu thất liếc hắn một cái, đạo, chiếu ngươi như vậy đứng tại chỗ huy động lá cờ, đặc biệt quỷ đều chạy sạch nghe vậy. Chu Giai Hào nghiêng đầu vừa nhìn, nhìn thấy có quỷ vật đã hướng đường đi chạy ra ngoài, cũng may giới sắc hòa thượng đuổi theo, bằng không liền xảy ra chuyện lớn, hắn lúng túng cười một tiếng. Quá phong tình rồi, đơn thuần ngoài ý muốn, sẽ không như vậy rồi. Không có lần sau, tiểu thất nắm ngũ lôi chấn thiên kỳ hướng quỷ vật tụ tập địa phương phóng tới, huy động lá cờ. Quỷ vật liền hồn phi phách tán, tóm lại, dùng ngũ lôi chấn thiên kỳ trừng trị này chút tiểu quỷ, vậy kêu là một cái thoải mái, Chu Giai Hào khó chịu xuất ra kiếm gỗ đào. Chém rớt nhào lên tiểu quỷ, giận dữ trợn mắt nhìn tiểu thất liếc mắt, sau đó đi đi lại lại giết lên, mã tiểu tiểu thấy màn này, che miệng cười một tiếng, thi triển trấn ma lệnh đại sát tứ phương. Bỏ ra vài chục phút, nơi này quỷ vật rốt cuộc dọn dẹp hơn phân nửa, còn lại cũng không nhiều, tiểu thất đem ngũ lôi chấn thiên kỳ ném xuống đất, rút ra long tuyền kiếm. Hướng Lưu tướng quân xông tới, đi tới Hoàng Nguyên chân nhân bên người, tiểu thất khó chịu nói, tiền bối, các ngươi đang cùng hắn đánh thái cực đây, tiểu hữu, lời này nói sai rồi. Quỷ không đầu vương sự mạnh mẽ, quả thật thế tục hiếm thấy, hai người chúng ta cùng hắn lực chiến lâu như vậy, cũng không thể bắt hắn lại, tiểu thất một đầu hắc tuyến, thật lợi hại, ách. Tóm lại, phi thường lợi hại, nghe nói như vậy, tiểu thất trực tiếp hết ý kiến, không cùng lão đầu này ngồi chém gió rồi, chuyện cho tiếp nữa. Phòng trừng lại nói Lưu tướng quân thực lực nghịch thiên, đưa mắt rơi trên mặt đất thi thể lên, nếu ngươi chính mình không vào đi, xem ra chỉ có thể buộc ngươi tiến vào. Tiểu thất mấy sải bước vọt tới Lưu tướng quân thi thể bên cạnh, long tuyền kiếm hướng hắn thi thể vung chém mà đi, hồn thi đồng thể, trừ phi thi thể giữa nát mà đi, nếu không thì... Bất kỳ quỷ đối với mình thi thể đều hết sức quan tâm, trở thành tại dương gian duy nhất lưu luyến, tuyệt không cho phép thi thể gặp phải phá hư, giống như đào người mộ tổ tiên giống nhau. Không thể nhẫn nhịn, Lưu tướng quân thi thể mặc dù bị ngũ mã phân thây, thế nhưng đối với lão phu thê giúp hắn khâu lại, vô luận như thế nào, hắn cũng có quan tâm cỗ thi thể này, ngươi dám. Lưu tướng quân cặp mắt sắp nứt, nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu thất nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi không dám, phụ thân ngươi dám, thứ bại hoại, vô sỉ. Nghe được Lưu tướng quân nhục mạ mình mà nói, tiểu thất trực tiếp không nói gì đi rồi, long tuyền kiếm ngừng ở Lưu tướng quân thi thể nơi ngực, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi đều nói ta vô sỉ. Ta liền vô sỉ cho ngươi nhìn, đang khi nói chuyện, tiểu thất cho tiểu lục nha đầu kia nháy mắt, tiểu nha đầu hiểu ý, mạnh mẽ trưởng đem Lưu tướng quân chụp tới, thấy màn này. Tiểu thất cố làm sợ hãi chạy mau mở, cũng quên phá hư Lưu tướng quân thi thể, Lưu tướng quân đứng ở chính mình bên thi thể một bên, trợn mắt nhìn, Hoàng Nguyên chân nhân nhỏ tiếng nói, tiểu hữu. Ngươi tại sao không đem hắn thi thể chém vỡ, cũng có thể suy yếu thực lực của hắn nha, nghe vậy, tiểu thất ở trong lòng cho lão đầu này giơ ngón tay cái lên, thật biết diễn trò, nhún vai một cái. Bất đắc dĩ nói, hắn đều xông lại, ta không có thời gian.